Chào các bạn. Hôm nay mình live stream một cái chủ đề rất là quan trọng, là những cái điều cần biết dành cho những người khởi nghiệp. Để bắt đầu live stream này thì mình mong muốn các bạn chia sẻ khoảng 5 phút nữa. 5 phút nữa mình sẽ live stream. Các bạn chia sẻ những cái điều này đến cho nhiều người được biết, khắp mọi miền đất nước đều biết các bạn. Mình đang live stream trên cái điện thoại của mình nên không biết là các bạn xem có ổn không. Nếu các bạn xem ổn thì các bạn cho mình biết. Các bạn nhớ comment và cho mình biết ha, là các bạn xem có rõ không. Thứ nhất là âm thanh có rõ không, và thứ hai là cái màn hình nó có tốt hay không, để các bạn cho mình biết để mình điều chỉnh cho nó phù hợp hơn. Mình muốn chưa à? Chào bạn Ninh, rất là ok. Vậy là tốt. Âm thanh nghe tốt không em? Ổn. Bạn Việt Nam nó ổn. Chào bạn Thủy, rất là tuyệt vời. Các bạn chia sẻ đoạn video này, khi mà 100 người, đủ 100 người thì bắt đầu mình chia sẻ 6 điều cần biết, 6 điều rất là quan trọng mà người khởi nghiệp cần biết. Cái điều này là lần đầu tiên mình tổng hợp lại rồi mình chia sẻ cho các bạn, lần đầu tiên. Và đủ 100 người, 51 người rồi các bạn, đủ 100 người là mình sẽ chia sẻ, mình sẽ nói để cho các bạn biết. Nếu mà internet không tốt các bạn cũng báo cho mình biết nhé. Mọi thông tin các bạn báo liền để cho mình biết ngay. Để mình chia sẻ 57 người rồi. Bạn Tùng, very good, ok, cảm ơn bạn Tùng. Bạn Tùng đã feedback cho mình. Trước khi ấy thì mình có giới thiệu, đây là cái kệ sách nhà mình. Cái đây là cái kệ sách. Các bạn thấy là trong thời gian chờ các bạn đủ đông thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Các bạn thấy là trên tay mình là có một cái quả trứng vàng. Cái quả trứng vàng các bạn thấy không ạ? Cái quả mình sẽ điều chỉnh lại để cho internet nó tốt hơn. Trên tay mình là có một cái quả trứng vàng. Cái quả trứng vàng này nó rất là đặc biệt. Vâng. Cái quả trứng vàng này nó rất là đặc biệt các bạn. Mình đi ra bên ngoài này rồi, để sống nó tốt hơn. Đi vào phòng mình đó. Cái quả trứng vàng này, cái trứng này là bằng vàng nè các bạn. Cái quả trứng này là bạn Liên Phương, bạn Nguyễn Hoàng Liên Phương, giám đốc của công ty gỗ Bình Dương đã tặng cho mình. Bạn mua một cặp và bạn tặng cho mình một cái quả trứng và nó rất là đẹp. Các bạn, cái này rất là đẹp. Bạn Cao Phúc Nhật, chào bạn Cao Phúc Nhật, lâu quá chưa gặp em. Chào bạn Yên, bạn Yên lâu quá không gặp em. Yên ơi, hôm nay mới gặp em, thấy em online này nó rất là tuyệt vời. Các bạn chia sẻ đoạn video này để đúng 100 bạn thì mình sẽ nói cái 6 điều đặc biệt mà những người kinh doanh nó rất là cần phải quan tâm, và chưa bao giờ mình tổng hợp mình nói trong cái chương trình nào hết. Hôm nay mình tổng hợp mình chia sẻ với các bạn 6 cái điều đặc biệt này. Lâu quá chưa gặp Yên, lúc này em làm ăn sao rồi Yên ơi? Chào bạn Hoa Anh Đào. Em online trực tiếp rất là tuyệt vời. Các bạn nào đang online thì cho mình biết sống ổn không các bạn ơi? Âm thanh tốt không ạ? Chào bạn Nhật, lâu quá không có gặp em. Sống tốt. Chào bạn Nguyễn Trương Tín. Chào bạn Hoàng Vũ. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và ngày hôm nay mình mới đọc một cái tin. Trước khi bắt đầu thì ngày hôm nay mình đọc một cái tin và mình cập nhật cái tin cho các bạn biết, là cái tin trên báo Tuổi Trẻ nó đưa rất là hay, là cái việc mà chúng ta ăn uống thì chúng ta cần phải tiết kiệm. Người Việt của chúng ta thì ăn uống thì hơi bị hoang phí nhiều. Đồ ăn thì thừa mứa rất là nhiều. Và cái bạn đó, bạn viết một cái bài rất là hay, là ở Đan Mạch đó, người ta có rất là nhiều sáng kiến để chúng ta tiết kiệm đồ ăn. Và người ta tính toán rằng là cái đồ ăn mà thừa mứa đó mà chúng ta không chịu tiết kiệm, kêu xong rồi chúng ta ăn không hết hoặc là chúng ta hoang phí á, thì chúng ta hoang phí rất là nhiều thứ. Tức là để trồng ra được cái trái cây đó, cái nguyên liệu đó thì nó mất rất là nhiều thời gian, rồi rất là nhiều công để chúng ta chế biến nó.
Rồi nhiều người thu lượm chi phí vận chuyển rồi mới đến được cái nơi chúng ta, cái nhà bếp nấu rồi mới đưa lên cho chúng ta ăn, nhưng mà chúng ta lại không sử dụng nó hết, chúng ta để hoang phí, thì cái điều đó là nó không có nên. Nên là vừa rồi mình đọc cái tin đó và mình thấy bạn chia sẻ nó rất là hay. Nên là mình mong sao, dĩ nhiên cái chủ đề hôm nay sẽ chia sẻ 6 điều đặc biệt khi các bạn làm kinh doanh và mọi người khởi nghiệp càng biết. Tuy nhiên thông qua cái chủ đề này thì mình cũng nói với các bạn một cái điều nữa là chúng ta cần tiết kiệm, chúng ta cần có thói quen tiết kiệm về đồ ăn, thức uống, không có ăn dư, và chúng ta là người lớn, chúng ta cần phải có cái thói quen đó các bạn, để tập cho những trẻ nhỏ khác, những cái thế hệ sau luôn, để cần biết cái điều này. 80 bạn rồi, 80 bạn online rồi, đúng 100 bạn là mình sẽ nói 6 điều đặc biệt cho người làm kinh doanh ngay. Mình đang trường hình trực tiếp tại cái nhà mình, hồi nãy mình vào trong cái phòng sách của mình mà trong đó có lẽ internet nó hơi yếu, tại vì cái nối internet nó nằm ở ngoài này nên nó hơi yếu. Chào bạn Trần Trọng Ngọc, ngày hôm nay bạn chat với mình rất là nhiều. Chào anh Bình ở ngoài Hà Nội mà anh cũng xem trực tiếp cái chương trình này, rất là tuyệt vời. Tối hôm nay là tối thứ hai đầu tuần thì không biết là các bạn có đi chơi đâu không, chứ mình cũng mới vừa đi ăn tối với gia đình mình về. Tối hôm nay có mẹ mình mới từ ở Cam Ranh vào đây được mấy ngày, thì hồi nãy mới vừa ăn tối với mẹ xong thì mẹ mới vừa ra xe rồi, mới vừa ra xe để đi về, để sáng mai là mẹ có mặt ở ngoài Cam Ranh. Và thường thường thì gia đình mình hay dành ngày tối thứ hai để ăn tối. Và được 80 người rồi, các bạn hãy share đoạn video này ra cho nhiều bạn cùng xem nữa. 6 điều quan trọng, rất là quan trọng trong kinh doanh, và chúng ta phải mất cả tiếng đồng hồ. Không biết bây giờ đồng hồ là mấy giờ rồi. Chúng ta mất cả tiếng đồng hồ để nói về cái chủ đề này. Các bạn cố gắng share đoạn video ra để cho thêm nhiều bạn biết nữa. Đúng 100 bạn, đúng 100 bạn thì các bạn mình sẽ chia sẻ cho bạn tổng hợp lại những cái điều rất là đặc biệt mà những người làm kinh doanh chúng ta cần phải nắm được. Cảm ơn anh Minh. Anh Minh phải nói là 4-5 năm rồi chưa gặp anh á. Hôm nay tự nhiên thấy anh livestream, bạn cảm ơn bạn Võ Thủy. Bạn ở Trảng Bom mà bạn cũng cố gắng để theo dõi chương trình này. Bạn Minh Hoàng, tối luôn thầy ơi. Nghĩa là sao bạn Hoàng ơi? Chưa hiểu được cái ý của bạn. Anh Minh ơi, lâu quá chưa gặp anh. Hồi nào có dịp thì anh ghé Bi Trinh đi nhé. Lâu quá chưa có gặp anh. Sẵn đây thì mình giới thiệu với các bạn cái quyển sách Vượt Biển Lớn của mình. Và mình không ngờ rằng là trong thời gian qua cái quyển sách Vượt Biển Lớn của mình nó đã được lan tỏa rất là nhanh. Cho tới nay thì cũng đã được phát hành 12.000 cuốn rồi. Chưa được 1 năm. Từ tháng 3, ngày 10 tháng 3 là sách chuẩn bị về, và cho tới bây giờ thì nó đã phát hành ra thị trường 12.000 cuốn rồi. Đây là một cái tin mà mình thấy rất là vui. Và vừa rồi cái bản tiếng Anh của nó là Beyond the Way cũng đã bắt đầu tiến hành bán ở bên Mỹ, và đây là một cái tin vui. Và bạn nào mà chưa sở hữu cho mình quyển sách này thì các bạn hãy inbox cho mình sẽ gửi cho các bạn khắp mọi miền đất nước. Chuyển phát ra bưu điện sẽ gửi đến các bạn. 97 người rồi, rất là tuyệt vời. 97 người rồi. Và chỉ còn 3 người nữa thôi là mình sẽ bắt đầu vào chương trình liền. Các bạn share đoạn video này ra để cho nhiều người cùng biết. Và mình chia sẻ bạn 6 điều đặc biệt mà người làm kinh doanh cần phải nắm. Và mình mới vừa tổng kết lại đây. Các bạn biết trong thời đại ngày hôm nay là thời đại mà internet bùng nổ. Thực sự thì những năm 90 của thế kỷ trước là người ta nói là cái thời đại dot com. Cái thời đại dot com và cái thời đại đó thì nó là như là một cái bong bóng vậy đó. Ai cũng hy vọng nó là tốt và nó bùng lên. Và cái gì vậy? Bây giờ các bạn thấy cái thời đại của tiền điện tử luôn, Bitcoin, OneCoin, hoặc là bây giờ là
xu hướng blockchain. Thì cái gì vậy, khi nó mới thì nó luôn là cái cơ hội. Nhưng mà nó đi liền với những cái rủi ro, chúng ta phải chấp nhận cái đó rồi. Tất nhiên chúng ta là những người kinh doanh thì chúng ta phải luôn luôn gì ạ? Phải luôn luôn có một cái tư duy mở để chúng ta sẵn sàng tiếp nhận những cái mới. Dĩ nhiên trong xã hội chúng ta luôn có bốn nhóm người. Nhóm thứ nhất là người ta gọi là nhóm là thích thay đổi. Cái nhóm thứ nhất là nhóm thích thay đổi, là cái nhóm đó người ta tiếp cận cái mới nó rất là nhanh. Mình muốn thay đổi một cái góc nhìn để cho các bạn dễ nhìn hơn nữa. Cái nhóm thay đổi này thì họ tiếp nhận những cái vấn đề mới nó nhanh lắm, nó rất là nhanh, họ sẵn sàng họ tiếp nhận những cái mới. Còn cái nhóm họ sẵn sàng tiếp nhận cái mới, như dụ là họ nghe internet xuất hiện là tự nhiên là họ tham gia liền, họ nghe Bitcoin, đồng tiền điện tử, blockchain thì tự nhiên họ tham gia liền, họ không cần phải suy nghĩ được cái gì hết các bạn. Và họ sẵn sàng đón nhận những cái mới. Đó là những cái người mà họ rất là nhanh, họ thích thay đổi, họ sẵn sàng tiếp nhận cái mới. Đó là cái nhóm thứ nhất. Cái nhóm thứ hai á là cái nhóm dễ thay đổi nhanh, thay đổi sớm. Tức là họ nghe, họ thăm dò một chút xíu, và thế là họ thấy ok, thử thôi, có gì đâu phải sợ, có đâu phải ngại, nó như là một cái cuộc trải nghiệm thôi, đúng thì tốt, đúng cũng không sao. Thì đó là những cái người mà những năm qua họ tiếp cận Facebook và họ tiếp cận internet, họ dùng internet để họ kinh doanh. Vừa qua họ nghe có tiền điện tử thì họ cũng tham gia, họ tìm hiểu thử, nghe blockchain thì cũng tìm hiểu từ blockchain đó là cái gì. Các bạn hình dung chưa, họ không có để cái tư duy họ cản trở. Cái nhóm người thứ ba là cái nhóm mà chậm thay đổi, là cái nhóm này bắt đầu là bảo thủ, hồn y, ngồi suy nghĩ, ồ nó nói như vậy mà có tốt không, có ok không. Rồi họ thăm dò, rồi họ hỏi tới hỏi lui, họ lòng vòng mất rất là nhiều tháng, mất rất là nhiều năm, rồi họ thấy ok, chung quanh mình có nhiều bạn thay đổi hay nha, và bắt đầu họ mới thay đổi. Họ nếu mà trong gia đình bạn mà có những người như vậy thì bạn cần phải kiên trì với những người đó. Bạn cần phải hỏi, có bạn trung nguyên đa cấp hàng nghĩa là sao nha, bạn nói cái từ gì mình không hiểu, bạn tưởng đa cấp gì hả? Hãy xem và suy nghĩ kỹ đi các bạn ha, không có đa cấp gì ở đây hết. Bạn Lê Minh Khai, nói phét được cũng hay lắm á các bạn ơi. Bạn Lê Minh Khai ơi, nếu mà chịu khó mình nói phét được cũng hay lắm á các bạn. Chỉ sợ nhất là không ai nói cho chúng ta nghe thôi. Và mình quay lại là cái dạng thứ tư các bạn, cái dạng thứ tư là cái dạng không thay đổi, họ vô cùng bảo thủ, họ tuyên bố rằng là dù chết tôi cũng không có thay đổi. Các bạn chúng ta thì những cái người này thì các bạn đừng có mắc không, thôi để họ qua ăn bên thôi, tại vì ở cuộc sống này nó cũng không có gì đúng, nó cũng không có gì sai đâu. Quan trọng là chúng ta thấy nó hiệu quả thì chúng ta làm thôi. Và chắc chắn trong gia đình của bạn sẽ có những cái con người này. Vậy thì khi chúng ta ra kinh doanh, khi các bạn đi ra kinh doanh thì các bạn sẽ đối mặt cái gì? Những người mà dám ra kinh doanh là những người là thuộc là các bạn thuộc cái nhóm gì, những cái nhóm là rất thích thay đổi rồi, tức là làm công hoài, hàng ngày ngồi ở đó làm thì chán quá. Các bạn thấy chán không? Nếu mà các bạn mới học ra trường và năm đầu tiên ra trường, năm thứ hai ra trường, năm thứ ba ra trường mà bạn đi làm công thì cái điều đó nó là tuyệt vời đi, nhưng mà làm tới năm thứ năm, năm thứ sáu lương vẫn cứ thấp mà cứ suốt ngày cứ rên chán mà vẫn ngồi đó thì cái điều này nó không thể chấp nhận được. Bạn Kim Nhung ơi, mình là người nói cà lâm, bạn khỏi phải nói luôn, mình là người nói cà lâm ngay từ nhỏ. Anh Duy đã làm thay đổi được bao nhiêu người? Ồ, cái này thì mình không biết đâu, biết cái gì nói cái đó thôi, chứ còn đếm chỉ cho nó mệt bạn. Cái chuyện này nó đâu có quan trọng, ai muốn thay đổi thì muốn thay đổi thôi, còn ai muốn thay đổi thì cũng đâu có ảnh hưởng gì tới mình mà đâu. Bạn lên mình khai nhỉ nhỉ, nên cái chuyện đó nó cũng chả quan trọng đâu. Bạn xem video này thì bạn thích thì bạn thay đổi, và bạn không thích thì bạn có thay đổi, bạn vẫn luôn luôn đúng.
Nó là mình cũng không có muốn bạn thay đổi. Quan trọng là bạn thay đổi cái tư duy của bạn thôi, chứ còn mình đâu có trách nhiệm phải làm cho bạn thay đổi. Các bạn hiểu ra điều này, mình biết thì mình chia sẻ thôi. Và bây giờ mình lại tiếp tục. Những bạn nào mà xem chương trình này mà các bạn thấy Cà Lâm thì các bạn cũng an tâm đi, mình là người nói Cà Lâm ngay từ nhỏ. Mình rất là vui khi mình nói Cà Lâm, và mình rất là vui khi ai đó nhận ra mình Cà Lâm. Bởi vì nếu mà bạn mà không nhận ra mình Cà Lâm thì mình mới buồn, bởi vì mình đang là Cà Lâm. Nó là không sao hết các bạn ha, nên các bạn cứ nói thoải mái. Và bây giờ mà lại tiếp tục. Và khi mà bạn ra kinh doanh á thì sao ạ? Bạn phải đối diện với rất là nhiều những cái con người khác. Tuy nhiên những người mà thay đổi sớm á thì họ sẽ ủng hộ bạn, họ nghe một hồi họ bạn thuyết phục họ sẽ thấy nó phù hợp và họ sẽ ủng hộ bạn. Tuy nhiên những người mà bảo thủ họ thay đổi chậm á thì dĩ nhiên là sau một thời gian họ gây cản trở cho bạn. Ok chưa? Sau một thời gian họ gây cản trở cho bạn, họ khó khăn cho bạn, thì sau này họ thấy ok, bạn chứng minh ra được những cái kết quả rất là tuyệt vời, và thế là họ lại đi ủng hộ bạn. Còn cái nhóm thứ tư là cái nhóm họ không bao giờ ủng hộ bạn đâu, dù bạn có làm có thành công tới cỡ nào thì họ vẫn cái nghi ngờ bạn, và họ nói là cái số của bạn thôi, bạn hơn thôi, bạn nhờ người giúp thôi, nên là không cần người ta ủng hộ, bạn vẫn cứ làm. Các bạn hiểu ra điều này à? Bạn Tùng Nguyễn, chả sao cả, em thích thầy Cà Lâm. Ok chưa? Thì đúng là không có sao cả, tại vì mình đã lên đây mình nói rồi thì mình đã không ngại Cà Lâm rồi. Còn nếu mà ngại thì không có lên đây nói rồi, nên là bạn nào mà nói mình Cà Lâm thì rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn rất là tuyệt vời bởi vì các bạn phát hiện ra mình Cà Lâm. Ok, rất là tuyệt vời. Và bây giờ mình lại tiếp quay lại là tiếp thì khi chúng ta ra kinh doanh á, chúng ta cần cái gì? Các bạn nên nhớ là chúng ta phải định vị cái thời điểm hiện tại là chúng ta đã có online rồi, chúng ta đã có internet rồi. Các bạn thời điểm hiện tại là cái thời đại online mà, nghĩa là chúng ta cần phải ứng dụng internet ra làm online, ứng dụng internet để làm kinh doanh. Tuy nhiên hiện tại cũng một số người làm kinh doanh mà vì một lý do gì nào đó, do bạn không biết hay là vì một lý do nào đó mà bạn chỉ ứng dụng cái Facebook, rồi bạn lên Facebook, rồi lại bạn chia sẻ, rồi bạn lại bán hàng, thì cái đó gọi là tập tành kinh doanh, chứ như vậy không gọi là kinh doanh. Bởi vì nó không có tới thì nó cũng chẳng khác gì bạn bán hàng offline hết. Có những người tiến bộ hơn, một chút xíu, thì ngoài cái Facebook thì có thêm được cái trang web. Và họ viết cái trang web xong cái rồi họ để đó luôn. Các bạn thấy họ để luôn, họ để đó mãi mãi, thì bạn có khác gì offline đâu, chẳng qua cái trang web nó cung cấp cho chúng ta một vài cái thông tin. Và bạn cứ nghĩ rằng là đó là kinh doanh online. Các bạn nhớ, tức là có được cái trang Facebook rồi suốt ngày post bài lên, rồi có được trang web, viết được dăm ba bài rồi để đó, nghĩa là kinh doanh online. Bạn cũng chả khác gì offline hết. Các bạn nhớ ra điều này nè chưa? Tuy nhiên mình muốn lưu ý cho bạn 6 điểm sau đây. Bây giờ các bạn phải ghi lại. Nếu các bạn có tập thì các bạn ghi lại. Các bạn lấy tập ra đi, lấy viết ra đi. Bạn cần ghi lại, đặc biệt là những người khởi nghiệp, các bạn phải ghi lại 6 cái điều sau đây. Mình sẽ nói các bạn từ bước lục. Bạn phải ghi lại 6 cái điều sau đây. Bạn nào có tập rồi thì comment xuống cho mình biết đi. Bạn có tập rồi, bạn comment xuống cho mình biết. Bạn nào có tập rồi, chúng ta cần phải có tập để ghi 6 điều đặc biệt sau đây. Đặc biệt là những bạn ra khởi nghiệp, hiện tại bạn đang còn rắc rối, bạn chưa biết làm cái gì, bạn không biết bắt đầu từ đâu. Bạn phải ghi tập ra, phải có tập, đừng cứ nghe mình nói không. Cái cây viết với cái tờ giấy trắng nó rất là quan trọng, cái gì cũng phải nốt ra. Bạn Đào Ngô, lâu quá không gặp anh, luôn có nguồn năng lượng bất tận. Bạn Đào Ngô ở Quảng Ngãi. Bạn Đào Ngô Quảng Ngãi, đây là những bạn mà cái thời đại học mình gặp. Ok chưa? Bạn nào không biết tự nhiên comment cái thẻ tim phẫn nộ gì đó. Ok, rất là thú vị, tại vì lâu thấy cái hình đó mình thấy rất là vui. Các bạn có rồi, các bạn nào có bút viết thì ghi là có bút viết, ghi vô comment, ghi vô các bạn. Em đã có tao rồi, rất là tuyệt vời, ghi rất là rõ ràng vô.
Vậy thì bước đầu tiên ra kinh doanh, bước 1, bước đầu tiên ra kinh doanh, các bạn phải chọn cho mình cái gì ạ? À? Phải chọn cho mình một cái sản phẩm hoặc là một cái dịch vụ gì đó. Phải có cho mình một cái sản phẩm hay là một cái dịch vụ gì đó. À, các bạn dùng chưa? Phải có cho mình một cái sản phẩm hoặc một cái dịch vụ gì đó. À, các bạn dùng ra điều này được chưa? Nếu mà không có sản phẩm hoặc dịch vụ gì đó thì chúng ta không thể kinh doanh được. Hoặc là có thể có những bạn nói là em bắt đầu kinh doanh từ cái việc mà thấy cho mình một thị trường tốt. Ok, cái điều đó rất là tốt, nhưng mà cái người thấy cho mình được một cái thị trường là cái người đó phải có rất là kinh nghiệm thì mới thấy cho mình một cái thị trường được. Còn những người mà chưa bao giờ ra khởi nghiệp thì không có khả năng thấy cho mình một cái thị trường được. Các bạn nên nhớ vậy. Nên là cái từ mà nói là ra kinh doanh bằng cách là thấy cho mình một thị trường thì phải dành cho người có kinh nghiệm. Các bạn nên dùng ra điều này chưa? Còn cái bạn mà chưa bao giờ ra kinh doanh thì hầu như bạn rất là khó để thấy cho mình một thị trường. Nó là mình nói nhanh lại là các bạn cần phải chọn cho mình một cái gì ạ? Một cái sản phẩm hoặc là một cái dịch vụ, mà sản phẩm dịch vụ đó chúng ta bán được liền ngay, nó giúp cho chúng ta có tiền ngay. Hoặc là có bạn nói rằng là ra khởi nghiệp để bắt đầu từ một cái ý tưởng. Ý tưởng thì nó lâu lắm, ý tưởng nó rất là lâu. Nếu mà ý tưởng thì ngày mai làm sao bạn bắt đầu được? Ok, nên là bước đầu tiên là phải chọn cho mình một cái sản phẩm hoặc một cái dịch vụ. Tuy nhiên cái sản phẩm và cái dịch vụ đó nó phải giúp cho bạn bắt đầu được ngay. Chứ cái sản phẩm dịch vụ đó mà nó chưa bắt đầu được ngay thì bạn cũng vẫn chưa ra khởi nghiệp được. Bạn không thể ra khởi nghiệp được. Bạn hình dung ra điều này chưa? Bạn phải chọn một cái sản phẩm để bắt đầu ngay. Vậy thì cái sản phẩm đó nó phải sẵn. Bây giờ bạn phải trả lời ghi xuống cái câu thứ nhất cho mình. Sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chọn ra khởi nghiệp ngay bây giờ nó là cái gì? Ghi ra với điều kiện là nó phải bán được ngay bây giờ. Còn cái sản phẩm ngay bây giờ em nói là em đi kinh doanh sắt thép mà chừng cuối cùng em không thể có điều kiện để ra mở nó, để bán nó, rồi cứ ngồi mơ mộng nó thì làm cái gì? Bỏ cái đó qua một bên, đi tìm cái sản phẩm đó nào mà ngay bây giờ mình bán được. Các bạn hiểu chưa? Có nhiều nói là em muốn ra khởi nghiệp dịch một cái dịch vụ về một cái khách sạn mà bây giờ em không có tiền thề sao? Mình hỏi cái sản phẩm này nó giúp cho bạn bắt đầu được không? Không được, không được thì bỏ nó qua bên, đi tìm cái sản phẩm khác để chúng ta bắt đầu. Các bạn nhận ra điều này chưa? Nó là sản phẩm và dịch vụ mà bạn cần phải có ngay bây giờ để khởi nghiệp được là gì? Các bạn nhận ra ghi rõ ràng ra. Cần để bán được bây giờ, ngày mai có ai đặt hàng là phải bán được liền. Còn nếu mà cái sản phẩm mà kêu ra khởi nghiệp mà người ta muốn mua hàng mà nói là em không có thì cái sản phẩm đó bỏ qua một bên đi, tại vì nó không giúp cho chúng ta khởi nghiệp được. Các bạn hiểu chưa? Các bạn nói là hải sản tươi sạch nè thầy. Ok good. Hiện tại nó đặt hàng thì em có không Lê Xuân Vinh ơi? Có đúng không? Hoặc là chất đốt xanh nhé thầy. Cái bạn Dũng chất đốt xanh. Nhưng bây giờ nếu có ai đặt hàng thì bạn bán có được không? Bạn Nhân Lê. Số 1, hãy chọn cho mình một sản phẩm hoặc dịch vụ để khởi nghiệp là gì? Bạn Nhân Lê ghi lại rất là tuyệt vời. Tuy nhiên bạn phải ghi thêm một cái câu nữa là sản phẩm đó phải giúp cho chúng ta bắt đầu được. Nếu ai đó đặt hàng là chúng ta phải đặt được liền. Bạn đồ mỹ phẩm này thầy. Mà bạn có sẵn hàng chưa? Có ai đó đặt hàng thì bạn có bán được chưa? Bạn Hoàng Bá Thanh đi bán bánh mì và tí cây tiền nhiều lần ngày Tết rất là tuyệt vời. Những bạn bán đó là rất là tuyệt vời. Bạn Đoàn Lê Minh Châu. Lâu quá không gặp được thầy Tráng Tài Nhân đã. Không phải nhân đâu, nói chuyện nhiều nên nó nhân á. Ok. Tiếp tục thứ hai, sản phẩm và dịch vụ của bạn đem lại lợi ích gì cho khách hàng? Các bạn dùng chưa? Bạn chọn được cái sản phẩm dịch vụ đó rồi. Ví dụ như các bạn nói là Quýt Hồng Lai Vùng. Bạn Lê Kim Hương nói là Quýt Hồng Lai Vùng. Thì mình sẽ hỏi tiếp là cái sản phẩm và cái dịch vụ Quýt Hồng Lai Vùng của bạn á, nó mang cái giá trị gì cho khách hàng? Chứ không phải là chúng ta đi bán cái Quýt Hồng Lai Vùng mà chúng ta đi bán cái giá trị đó, và cái khách hàng họ càng mua, họ mua cái giá trị gì? Ví dụ như bạn Rau Câu Tệ Thanh nói là bánh mứt dừa. Bánh mứt của bạn nó mang cái giá trị gì? Nó mang cái giá trị gì? Bạn nhớ ra điều này chưa? Nó mang cái giá trị gì cho khách hàng? Nó mang giá trị gì cho người trả tiền cho bạn? Nó mang cái giá trị gì cho người trả tiền cho bạn?
bạn hiểu chưa? Tại vì người ta bạn bán sản phẩm thì người ta phải móc tiền ra người ta trả cho bạn, thì cái sản phẩm bạn nó mang cái giá trị gì? À, chứ nói là em đi bán mứt dừa, vậy thì cái mức dù của em nó mang giá trị gì dành cho người trả tiền cho bạn? Bạn hình dung chưa? Cứ nói là em đi bán mức dừa mà rồi nó mang lại giá trị gì? Hoặc là bạn vừa nói là em đi bán hải sản thì hải sản em nó mang cái giá trị gì? À, các bạn chúng ta mới hồi nãy mình dẫn gia đình của mình, mẹ của mình hả, đi ăn tối xong rồi mẹ mình về. Về lại Nha Trang thì mình dắt mẹ mình tới một cái quán hải sản, đó là hải sản Thụy Lê. Tại sao mình tới cái hải sản đó? Bởi vì cái cách họ bán hải sản nó rất là tuyệt vời. Ngoài cái hải sản tươi sống như tất cả mọi người thì họ để một cái cân rất là bự ngay trước bàn quan thiên hạ luôn. Cái cân treo á, các bạn thấy cái cân treo nó có hai cục treo nè. Và mình mua bất kỳ một con gì là họ cầm ra họ để họ treo nó luôn, và để cho mình thấy luôn là họ cùng ghê ký. Cua của họ, ghẹ của họ là họ không có cột cái dây bự, chỉ cần một cái dây ni lông nhỏ thôi. Họ làm các bạn nhận ra điều này chưa? Họ bán cái gì? Họ bán cái niềm tin, họ bán cái sự chân thật, họ bán cái sự rõ ràng. Các bạn nhận ra điều này chưa? Tức là một cái sản phẩm và dịch vụ của bạn đang chọn nó bán một cái gì đó cho khách hàng, cụ thể là nó bán cái gì? Bạn phải chọn. Bây giờ mình nói này, bước đầu tiên là bạn phải chọn cho mình được một cái sản phẩm hoặc một cái gì dịch vụ, và cái sản phẩm dịch vụ đó là phải bán được liền. Sản phẩm dịch vụ đó là phải bán được liền. Còn nếu mà sản phẩm và dịch vụ đó không bán được liền thì tạm thời quăng nó qua một bên đi tìm sản phẩm dịch vụ khác bán. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Và tiếp theo nữa là bạn phải trả lời được câu hỏi tiếp theo là sản phẩm và dịch vụ của bạn đó nó mang cái lợi ích gì cho khách hàng, nó mang cái lợi ích gì cho người trả tiền cho bạn. Bạn hình dung chưa? Chứ mình cứ việc bán mà mình không biết là cái sản phẩm mình nó mang lại giá trị gì cho cái người trả tiền cho mình thì họ mua một lần là họ cũng bỏ bạn. Bạn phải trả lời ra được cái câu đó, nó rất là rõ ràng. Tiếp theo, cái câu tiếp theo là bạn làm ra cái sản phẩm này nó như thế nào? Cái cách nào để bạn làm ra cái sản phẩm này? Bạn hình dung chưa? Bạn nói là bạn đi bán mứt dừa thì bạn làm nó bằng cách nào? Cũng có thể là ta tự sản xuất, cũng có thể là lâu lâu bạn đi, các bạn thấy cái quán trà sữa đó, họ ghi cái gì? Họ ghi là trà sữa mẹ nấu, trà sữa mẹ nấu tôi bán. Nó ghi một cái câu rất là tuyệt vời. Sản phẩm của bạn làm như thế nào, nó chứng minh ra được là trà sữa mẹ nấu tôi bán. Các bạn không? Cái người kinh doanh này họ rất là tuyệt vời, họ chứng minh ra được cái cách họ làm sản phẩm nó như thế nào. Sản phẩm nó có rất là nhiều cách, có thể là bạn tự làm, bạn tự nấu, bạn tự điều chế ra, các bạn như đây này. Nhưng cũng có thể là bạn gia công ở đâu đó, ví dụ như thằng giày Adidas, ok chưa? Sản phẩm nó làm như thế nào, nó đi gia công khắp thế giới này, Việt Nam cũng gia công cho nó. Ví dụ như Apple nó bán cái điện thoại iPhone thì sản phẩm nó làm như thế nào, nó nói rất là rõ ràng. Các bạn vô, nó nói rất là rõ ràng là sản phẩm nó như thế nào, sản phẩm nó được gì ạ? Được gia công bởi công ty nào, bởi cái tập đoàn nào, chứ đâu phải mù mờ như ông Khải Siêu. Các bạn vô đây điều này chưa? Cái ông Khải Siêu nói là bán hàng siêu 100% của Việt Nam mà chừng cuối cùng độn hàng khác vô thì rõ ràng là chúng ta đang đánh lừa, gọi là đánh lặn con đen, làm tổn thương. Lâu nay tất cả những người họ mua hàng của Khải Siêu là bởi vì họ tin cái câu rằng là sản phẩm anh làm như thế nào, là anh nói rằng là anh làm sản phẩm đó của Việt Nam 100% siêu của Việt Nam. Các bạn nhớ ra 100% siêu của Việt Nam nghĩa là do các cái chỗ làm siêu truyền thống của Việt Nam người ta làm ra cái điều đó. Các bạn nhớ ra, tuy nhiên anh lại làm cho người tiêu dùng họ bị tổn thương. Các bạn nhớ ra điều này chưa? Chừng cuối cùng người ta tin anh cái điều đó, người ta mua về điều đó, chừng cuối cùng á anh lại đi nhập hàng Trung Quốc về anh bán. Nghĩa là cái câu hỏi trả lời là bạn làm sản phẩm đó như thế nào, anh lại làm cho người khác tổn thương.
các bạn nhận ra điều này chưa? À, nên là chúng ta cần phải nói rất là rõ ràng là sản phẩm chúng ta được làm như thế nào. Sản phẩm chúng ta, các bạn thấy Apple nó nói rất là rõ ràng là sản phẩm iPhone này được made in tại Trung Quốc, China, nó nói rất là rõ ràng. Nhưng mà theo quy trình công nghệ của nó, à, các bạn nhận ra đây, à, chúng ta phải trả lời rất là rõ ràng là sản phẩm của ta được sản xuất và làm như thế nào. Vừa rồi mình giải thích cái ví dụ cho các bạn biết. Tiếp theo nữa, chúng ta phải trả lời được câu hỏi nữa là lý do gì, nguyên nhân gì bạn làm ra sản phẩm đó. Bạn phải chứng minh ra được là lý do nguyên nhân gì Tết này bạn chọn thứ gì đó là bưởi Lai Vung bạn bán. Bạn phải chứng minh, bạn phải kể cái câu chuyện về sản phẩm cho khách hàng. Bạn kể cái câu chuyện lý do vì sao bạn chọn sản phẩm đó bạn bán. Bạn chúng ta điều này này chứ, chứ đâu phải là chúng ta muốn bán như thế nào là chúng ta bán. Chúng ta phải kể rất là rõ bạn làm tại sao lại bạn chọn cái sản phẩm này. Vậy là vừa rồi mình có nói với bạn, các bạn, mình có nói với bạn một trong những cái yếu tố nó rất là quan trọng là bước đầu tiên là chúng ta phải chọn ra sản phẩm hoặc dịch vụ. Và chọn sản phẩm và dịch vụ thì chúng ta phải trả lời được những cái câu hỏi thứ nhất là sản phẩm dịch vụ của bạn là sản phẩm dịch vụ gì, và cái sản phẩm đó phải bán được hàng. Bạn phải trả lời tiếp cái câu hỏi thứ hai là cái sản phẩm và dịch vụ của bạn đó nó mang giá trị gì cho khách hàng. Các bạn hình dung ra điều này cho nó mang giá trị gì cho khách hàng. À, nó mang giá trị gì cho người trả tiền cho mình á, nôm na nó là như vậy á. Nó mang cái giá trị gì dành cho người trả tiền cho mình. Và cái câu thứ ba nữa là cái sản phẩm và dịch vụ của bạn á, bạn được làm nó như thế nào. Là mình tự làm hay mình gia công, mình gia công từ đâu thì mình nói cái quy trình rất là rõ ràng. Và tiếp theo, ok chưa? Và tiếp theo bạn phải trả lời được một cái điều nó rất là quan trọng là lý do vì sao bạn chọn cái sản phẩm này bạn bán, lý do vì sao anh chọn sản phẩm này anh bán cho tôi. Bạn phải trả lời được những cái câu hỏi nó rất là rõ ràng đó để cho khách hàng an tâm mua hàng của bạn. Các bạn nhận ra điều này chưa? Vậy thì vừa rồi mình có nói hết cái ý số 1, đây là một cái yếu tố mà nó rất là quan trọng. Bạn phải rất là rõ ràng trong bức tranh của sản phẩm. Nếu mà bạn không rõ ràng thì làm sao mà bạn, nếu mà bạn không rõ ràng cái sản phẩm ngay từ đầu bạn cho khởi nghiệp thì làm sao mà bạn cải tiến được nó. Chào bạn Lê Bá Dương. Chào bạn Lê Bá Dương. Thịt trâu gác bếp A Phủ. Đúng không? Bạn phải làm cho nó rất là rõ ràng ra Dương chưa? Em phải nói rất là rõ ràng ra cái thông điệp, cái sản phẩm của em. Và em phải kể được cái câu chuyện là tại sao em chọn cái thịt trâu các bếp này em bán cho mọi người, đúng không Dương? Chứ mình không có được cái này bạn Tùng Nguyễn, nó không phải là bước số 4 mà nó là cái câu hỏi số 4 ở trong cái phần 1 thôi. Hôm nay cái chủ đề hôm nay là chúng ta chia sẻ 6 điều quan trọng mà một người ra khởi nghiệp cần biết. Thì vừa rồi mới là nói cái phần số 1, trong phần số 1 nó có 4 cái câu hỏi rất là quan trọng đó. Bạn Tùng Nguyễn hình dung ra điều này chưa? Bạn Nhân nữa, ví dụ em mở cái hủ tiếu bò kho, đúng không? Thì em phải trả lời. Không phải hủ tiếu bò kho mà em là hủ tiếu bò viên. Đúng rồi, em là hủ tiếu bò viên. Quên đi. Ok, em là hủ tiếu bò viên. Vậy thì em cũng phải trả lời rất là rõ ràng về những cái câu hỏi này. Ok chưa? Sản phẩm của chúng ta rất là rõ ràng thì chúng ta mới phân tích được. Ok chưa? Chúng ta phải phân tích được. Khi mà chúng ta rõ ràng thì chúng ta phân tích được cái sản phẩm chúng ta cần phải cải tiến cái gì thêm, chúng ta cần thêm những cái giá trị gì thêm. Các bạn nhớ ra, chúng ta cần làm cái gì để cho cái sản phẩm chúng ta nó tuyệt vời đó. Nếu mà bạn không rõ ràng về sản phẩm thì tự nhiên bạn tù mù liền. Bạn rất là tù mù. Bạn không biết làm sao để cho cái sản phẩm chúng ta càng ngày nó càng giá trị hơn với khách hàng. Đã là ra kinh doanh, mình đã nói với các bạn, đã không ra kinh doanh thì thôi. Ra kinh doanh là phải làm cho tới nơi. Đừng có làm như dở ương, đừng có làm cái kiểu thăm dò. Bạn làm theo kiểu dở ương, bạn thăm dò là bạn lãnh cái hậu quả thôi, chứ không ai lãnh hậu quả hết. Vì sao? Mất công. Các bạn vô đây này, nó rất là mất công. Nó làm cho
chính bạn là má công thôi. Rồi khách hàng mới vừa nghe bạn nói, khách hàng chưa kịp mua thì lại là bạn không còn làm nữa, bạn chuyển sang cái lĩnh vực khác rồi, thì bạn làm như vậy á là nó làm nó làm cho bạn như thế nào, mà nó làm cho bạn mất thời gian và rất là hoang phí. Ok chưa? Vậy là vừa rồi mình mới vừa chia sẻ cái điều số 1, các bạn thấy điều này cứ tuyệt vời không ạ? Bạn nào mà thấy tuyệt vời thì bạn comment xuống dưới rất là tuyệt vời. Ok chưa? Bạn nào mà thấy nó không tuyệt vời thì bạn nói nó không tuyệt vời, nó cũng ok mà. Bạn nào mà thấy mình nói tệ quá, nói tệ quá, không thành vấn đề, bạn cứ comment vô. Ok chưa? Bạn với comment rất là rõ ràng, ràng vô cái này nó không quan trọng. Ok chưa? Để mình biết được rằng là các bạn cần phải truyền năng lượng cho mình, bạn thấy rất là tuyệt vời thì mình cũng rất là năng lượng. Mà bạn comment rằng là ô anh nói dở ẹt, mình cũng năng lượng luôn. Bởi vì sao? Bởi vì như vậy nó làm cho mình phải cố gắng hơn, mình cố gắng mình thuyết phục bạn hơn. Bạn nói mình nói tệ quá, ok, mình cũng vui luôn, bởi vì như vậy nó làm cho mình như thế nào, nó làm cho mình cố gắng hơn nữa. Và các bạn comment vô rất là tuyệt vời. Ok, còn nếu mà bạn nào mà không comment được thì các bạn nói to lên, các bạn đứng ra các bạn nói to lên, các bạn nói to lên, bạn nói rất là tuyệt vời thì mình ngồi ở đây mình cũng sẽ nghe bạn nói liền. Ok, mình sẽ ngồi ở đây mình sẽ nghe bạn nói. Ok chưa? Bạn cứ comment vô rồi. Ok, rất là tuyệt vời. Mình hy vọng là tối nay bạn ngủ rất là ngon. Ok chưa? Và bạn sẽ có một buổi tối rất là năng lượng. Bây giờ tiếp theo cái phần tiếp theo. Sau khi chúng ta đã chọn được sản phẩm mọi thứ ok rồi á thì các bạn đi cái phần số 2, qua cái phần số 2 lấy cái giấy viết ghi vô. Đừng cứ nghe rồi không chịu ghi, tất cả là phải ghi nốt vô, đọc đi đọc lại. Muốn một cái điều gì đó mà mình thấm được thì không phải làm một lần, phải nghe đi nghe lại, tương tác đi tương tác lại. Bạn nghe lần đầu thì bạn mới có ý thức thôi, bạn mới nó nằm đâu đó bên ngoài thôi, bạn nghe lần thứ hai nó mới đi sâu vào, lần thứ ba nó mới đi sâu vào. Các bạn chúng ta điều này chưa? Chúng ta không thể nghe một lần mà nó ok được. Bạn Huỳnh Lan, tôi đang làm cơ quan nhà nước. Ok, bạn Huỳnh Lan, bạn đang nói là bạn đang làm cơ quan nhà nước gì đây? Ok chưa? Để mình dừng lại mình nói chuyện với bạn Huỳnh Lan chút. Nghe anh Duy nói tự dưng muốn ra ngoài kinh doanh ghê. Điều này cũng rất là tuyệt vời mà. Kinh doanh là chúng ta mang giá trị cho xã hội mà, hội mà bạn Lan ơi. Nó là cái ước mộng của bạn, nó rất rất là tuyệt vời. Ok, điều này rất là tuyệt vời bạn Lan ơi. Rất tuyệt vời thầy ơi, nhưng cái cà lâm của thầy là em thích thú. Ok, mình nói cà lâm ngay từ nhỏ nên nhiều lúc nó dấp vậy, nhưng mà kệ nó. Nó không thành vấn đề, cứ nói đi. Mình cứ nói đi. Cái người nào mà chửi bạn khùng là rất là tuyệt vời đó bạn Vũ Ngô, bởi vì họ phát hiện ra bạn khùng. Sợ nhất là họ không phát hiện ra bạn khùng cái này. Bạn đang khùng nặng mà họ không phát hiện ra bạn khùng mới sợ. Còn mà họ phát hiện ra bạn khùng thì điều đó rất rất là tuyệt vời bạn Vũ Ngô ha. Nên là không cần phải chửi họ làm chi cho nó mệt bạn Vũ rồi. Nói cà lâm có tính là khác biệt không thầy? Đúng rồi, bạn Nhân đang phát hiện ra một điều rất là tuyệt vời. Cà lâm đó là một cái đặc trưng của mình gọi là cái rhyme. Các bạn hình dung ra điều này này chưa? Cà lâm được hiểu nó như là một cái rhyme của một cái con người đó. Thật sự những người mà người ta có một cái khiếm khuyết gì đó và họ biết cái cách phát huy á, bạn biết không ạ? Thì tự nhiên người ta có một cái rhyme nó rất là mạnh mẽ. Ok chưa? Còn người ta có một cái khiếm khuyết gì đó mà người ta sợ, người ta giấu thì người ta liệt luôn cái rhyme đó. Ok, bây giờ mà chúng ta quay lại cái chương trình. Trước khi quay lại chương trình thì các bạn comment xuống dưới là các bạn kêu ok điều này rất là tuyệt vời. Để các bạn truyền năng lượng mình, các bạn truyền năng lượng mình. Rồi bây giờ mình hồi nãy là mình nói là bước 1 chúng ta chọn sản phẩm và mình lý giải vì sao chúng ta phải chọn sản phẩm nó như vậy. Ok chưa? Và bây giờ chúng ta bắt đầu là bước sang bước số 2. Bước số 2 là hãy đặt tên cho nó. Ok chưa? Đặt tên cho cái sản phẩm của mình. Đừng có lấy sản phẩm của người khác bán. Bạn có thể lấy sản phẩm của người khác bán, tuy nhiên không có bán với tên của thằng khác mà phải bán cái tên này, bán cái tên của mình. Bởi vì ta là chủ doanh nghiệp. Bạn hình dung chưa? Nếu mà bạn lấy bia của Sài Gòn và bạn lấy bia Sài Gòn và bạn bán cho thằng bia của Sài Gòn thì bạn đang đi bỏ công sức bạn quảng cáo cho bà thằng bia Sài Gòn, bạn đang làm marketing cho nó, cuối cùng bạn chỉ gì bán, bạn ăn trên lệch giá thôi, bạn không được cái gì hết. Các bạn hình dung ra điều này chưa?
Nên là chúng ta phải gì ạ? Chúng ta phải gì à? Bạn phải nên hiểu, chúng ta phải đặt tên cho nó. Đẻ con ra là phải đặt tên. Đừng có đẻ con ra mà không đặt tên. Và chúng ta có khả năng đẻ con ra thì chúng ta phải đặt tên cho nó, và chúng ta làm cho cái tên đó nó nổi tiếng lên. Suốt cuộc đời chúng ta hạnh phúc vì điều đó. Nếu mà người làm kinh doanh mà bạn không làm được điều này thì bạn không phải là người kinh doanh, bạn chỉ là con buôn thôi. Con buôn như ở ngoài chợ Bà Chiểu, ngoài chợ Bến Thành, các bạn biết không? Họ lấy đồ về và họ bán, họ lượng trên lệch giá thôi. Suốt cuộc đời chả ai nhớ về tới họ. Các bạn chúng ta hãy đặt tên cho nó. Và chúng ta nói đặt tên là nói theo ngôn từ bền dân, còn nói theo ngôn từ dân dã, ngôn từ kinh tế là người ta nói là làm thương hiệu cho nó. Ok chưa? Làm thương hiệu cho nó. Còn nói ngôn từ bình dân là đặt tên cho nó. Ok chưa? Làm thương hiệu cho nó. Ok. Chúng ta phải. Ok. Bạn nên nhớ này, dù sản phẩm của bạn tốt như thế nào, dù sản phẩm ngon nó như thế nào, dù sản phẩm của bạn nó rất là tuyệt vời nó như thế nào, nhưng nó không có cái tên thì bạn nghĩ đi. Bạn cứ tự suy nghĩ xem. Một cái sản phẩm rất là tuyệt vời mà nó không có tên. Bạn ngồi bạn nghĩ thôi. Bạn có một cái cây hoa cảnh nó rất là tuyệt vời mà nó chả có cái tên, hoặc là cái tên của thằng khác nó đặt, hoặc là suốt ngày nói là sản phẩm em rất tuyệt vời mà tên của ông khác. Các bạn thấy tức không? Tức chịu không nổi. Làm sao mà chúng ta chấp nhận cái việc đó được? Còn không biết á thì từ từ mình sẽ chia sẻ sau. Trong các cái chương trình của mình thì hầu như là mình chia sẻ cái việc này hết. Các bạn không? Cứ nói sản phẩm ngon, sản phẩm tốt mà đi bán sản phẩm của khác mà ngon tốt gì? Cái đó là không phải là người kinh doanh. Cái người đó họ không có hiểu về tư duy kinh doanh. Cái người đó là họ đi kiếm tiền thôi. Các bạn trong đây này, cái người đó là chỉ là người đi kiếm tiền thôi. Bán hàng đi kiếm tiền đó. Họ đâu có đứa con riêng của mà đâu. Cái đó là đứa con của ông khác. Họ nuôi đứa con của ông khác. Đi bán hàng sản phẩm của khác là đi nuôi đứa con của ông khác. Họ không phải. Họ chưa hiểu về cái bức tranh của kênh kinh doanh. Các bạn nhớ ra điều này chưa? Bạn phải hiểu ra điều này. Và nếu các bạn chưa biết cách thì hãy tham gia các chương trình của mình sẽ chỉ cho bạn cái cách làm sao làm từ A tới Z. Các bạn nhớ ra điều này chưa? Ok rồi. Vậy thì hãy đặt tên cho nó. Tuy nhiên chúng ta đặt tên nó như thế nào? Không phải là đặt tên sao là đắt. Chúng ta làm việc vì khách hàng. Mà hồi nãy giờ mình lo mình nói quá, các bạn cứ ghi không vậy nhỉ? Các bạn cứ ghi không? Các bạn nào cứ ghi thì các bạn ghi xuống, comment xuống là các bạn nói là các bạn ghi. Các bạn như đây điều này, các bạn đang ghi. Các bạn phải ghi. Các bạn không ghi thì nó rất là hoang phí. Ok chưa? Mình chia sẻ, mình đang tổng kết cho bạn một điều rất là tuyệt vời. Các bạn thấy cái đoạn nào này là hữu ích thì các bạn chia sẻ cho người thân của mình. Ok chưa? Các bạn chia sẻ cho người thân của mình ngay. Ok. Các bạn chia sẻ cho người thân của mình ngay. Ok chưa? Còn bạn nào mà chưa có cái cảm hứng á, các bạn nào mà chưa có cái cảm hứng á mà đọc ra làm thử nghiệm thì các bạn hãy cái quyển đây là cái quyển sách vượt biển lớn của mình. Ok, quyển sách vượt biển lớn của mình. Và các bạn hãy mua cái quyển này về đọc. Thì các bạn như thế nào ạ? Các bạn sẽ có cái cảm hứng ra làm kinh doanh ngay. Ok chưa? Trong này mình truyền thụ 20 mấy năm cái cuộc hành trình ra kinh doanh của mình nó như thế nào. Ok chưa? Các bạn ghi rõ ràng chưa? Các bạn phải ghi rõ ràng ra, đừng có nghe không. Nghe rồi mình ghi, nó bắt đầu nó ghim vào trong đầu của mình này các bạn vô, nó ghim vào đầu, nên là nó rất là tuyệt vời. Đừng có nghe không. Nghe không tay này nó lọt qua tay này chút xíu mình hỏi lại các bạn quên hết. Bây giờ mình ví dụ mình hỏi nè, nếu mà bạn có gì giờ ví dụ mình hỏi nè, mình nói bước số 1 là gì? Bước số 1 cần những câu hỏi gì bạn nhớ không? Rõ ràng là bạn không có nhớ. Các bạn nhớ ra là cho nếu mà nghe không là không có nhớ. Nên là nghe xong phải ghi ra. Hồi nãy mình chia sẻ mình nói mình giải thích cho bạn rất là kỹ, các bạn phải ghi ra. Rồi mình đang nói cái bước số hai là gì, bạn có nhớ không? Hồi nãy mình đang nói bước số hai là bước gì, là sinh con ra phải đặt tên cho nó. Tuy nhiên cái điều quan trọng đó là ở đây này, không phải đặt tên gì cũng đặt, không phải chúng ta đặt tên, chúng ta kinh doanh sản phẩm là gì, là vì khách hàng. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Chúng ta kinh doanh sản phẩm là vì khách hàng. Nên là chúng ta phải hiểu ra được một điều là Cái phân khúc khách hàng chúng ta tập trung là cái phân khúc khách hàng nào. Bạn hình dung chưa? Ví dụ như bạn kinh doanh, ok chưa? Bạn kinh doanh thời trang mà thời trang cho trẻ, ok chưa?
thì cái tên sản phẩm của bạn nó phải là những cái tên mà thuộc cái giới em nó thích, chứ không phải là cái tên chúng ta tự nhiên chúng ta nghĩ chúng ta gắn vào. Các bạn nhận ra điều này chưa? Ủa, tiếng mình hồi nãy nó nhỏ quá hả các bạn? À, âm lượng nhỏ quá. À, ủa, âm lượng nó nhỏ quá hả? Các bạn không nghe rõ. Ủa, cái này kỳ nha. Để mình kiểm tra lại xem. Sao giờ nghe nhỏ quá hả? Ủa, âm lượng nghe nhỏ quá hả các bạn? Các bạn nghe âm lượng rõ chưa? Alo, alo, các bạn nghe âm lượng rõ mà. Âm thanh hơi nhỏ hả? Ồ, từ. Các bạn nghe âm thanh nhỏ các bạn báo. Âm lượng các bạn nghe rõ chứ nhỉ? Các bạn có nghe rõ không? Nghe nhỏ quá hả các bạn? Ủa sao cái đây là cái vấn đề gì vậy? Nghe rõ chưa các bạn ơi? Nghe rõ chưa? À, nghe rõ chưa các bạn ơi? Ok. Alo, các bạn có nghe rõ chưa? Nếu mà các bạn thấy gì thì các bạn comment cho mình biết. Rồi, ok, good rồi. Các bạn nghe rõ rồi. Ok, bây giờ chúng ta tiếp tục. Ok. Chúng ta tiếp tục nha. À, và bước thứ hai là sinh con ra là phải đặt tên cho nó. À, ok chưa? Tuy nhiên không có phải là tự nhiên đi bán kinh sản phẩm thời trang rồi cái thằng con mình nó tên thằng Tèo, cái đặt tên sản phẩm mình là sản phẩm Tèo, không được. Ok, chúng ta phải focus vào cái khách hàng mục tiêu của chúng ta. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Nên là để đặt tên cho sản phẩm, các bạn phải trả lời được một câu hỏi nó rất là tuyệt vời, là bạn phải trả lời khách hàng mục tiêu của bạn họ là ai? Bạn phải trả lời được cái câu hỏi đó. Khách hàng mục tiêu của bạn họ là ai? Ok chưa? Và khách hàng mục tiêu của bạn họ hay nói cái ngôn ngữ gì? Họ thích nghe cái gì? Họ thích nhìn cái gì? Thì chúng ta phải đặt tên sản phẩm cho chúng ta nó như vậy. Và chúng ta thiết kế bao bì. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Các bạn phải thiết kế bao bì. Thiết kế hình ảnh đồ đó nó phải phù hợp. Bây giờ mình ví dụ ha, nếu sản phẩm ví dụ như là vừa rồi mình mua một sản phẩm cái bàn học cho con gái của mình, là con gái Bambi của mình, thì các bạn thấy các bạn nhìn cái hình này đi, ok chưa? Các bạn nhìn cái hình này đi, các bạn thấy cái bàn học này này. Cái bàn học này các bạn thấy nó như thế nào ạ? Cái bàn học này nè, đó, cái bàn học cho con gái Bambi của mình này là các bạn thấy nó như thế nào ạ? Các bạn thấy nó như thế nào? Các bạn cảm nhận đi. Nghĩa là cái người bán hàng này họ vô cùng tuyệt vời. Bởi vì họ hiểu được insight khách hàng của mình. Các bạn hiểu ra, họ hiểu được insight khách hàng của mình. Bạn hiểu ra, insight khách hàng là gì? Là trẻ nhỏ thì nó thích những con mèo Kitty đồ này kia, là họ đặt cái thương hiệu, mình nói cái thương hiệu nó gồm gì? Nó gồm cái bộ nhận diện, cái bộ nhận diện á, ok, nó gồm gì? Nó gồm tên nè, nó gồm logo nè, nó gồm slogan nè, nó gồm những cái màu sắc nè, những cái bộ kit đi theo nè, nó phải đặc trưng nè. Các bạn hiểu ra điều này cho nó gồm những cái yếu tố đó. Nó là chúng ta phải trả lời được một cái điều rất là quan trọng là khách hàng mục tiêu của bạn họ là ai, ok chưa? Khách hàng mục tiêu của bạn là ai, và bạn phải trả lời tiếp là khách hàng mục tiêu của mình họ thích gì, họ nghe gì, họ ăn gì, họ tìm kiếm cái điều gì. Các bạn nêu ra điều này chưa? Thì trên cái cơ sở đó chúng ta mới như thế nào ạ? Chúng ta mới đặt cho mình cái bộ nhận diện thương hiệu. Thương hiệu nó không đơn thuần là hồi nãy mình nói là đặt tên, nhưng mà cái đó là mình nói nhanh đi để cho các bạn hiểu, mà chúng ta phải ra được cái bộ nhận diện thương hiệu cho mình. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Còn các bạn nào mà muốn hiểu rõ sâu về cái bộ nhận diện như thế nào thì các bạn vào cái chương trình Marketing Rich. Mình có cái chương trình Marketing Rich, các bạn vào đó để các bạn hiểu. Tuy nhiên nếu các bạn không biết cách, các bạn trả giá rất là nhiều. Mình nói với các bạn vậy, ok chưa? Mình nói với các bạn nói như vậy để các bạn hiểu hơn về cái vấn đề này, ok chưa các bạn ơi? Và các bạn cần phải phân tích rất kỹ về các thông tin khách hàng, ok chưa? Về độ tuổi của khách hàng, về phân khúc khách hàng, để các bạn đặt cái tên, tạo ra một cái bộ nhận diện thương hiệu cho nó phù hợp với cái dòng khách hàng của mình, ok chưa? Vậy là vừa rồi mình nói các bạn tới cái bước số mấy rồi?
À nhỏ quá hả bạn? Ồ sao không hiểu sao nó có nó nhỏ nhỉ? Ok chưa? À ok, không hiểu sao nó có nhỏ. À các bạn khác nghe được 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 không? Các bạn khác có nghe được không ạ? À? Nó nhỏ quá hả? Ngộ rồi ta. À ok. Alo 1 2 3 4, các bạn có nghe rõ không? Bạn nào nghe rõ thì comment cho mình nghe rõ cái. À, có nhiều bạn nói nhỏ quá, mình chỉ sợ các bạn nghe không được. Ok chưa? Vậy là vừa rồi là mình nói bước 1 rồi, bước 2 rồi, nó còn 4 bước nữa các bạn ơi. Cái nó còn 4 bước nữa. Ok, nó còn tới 4 bước nữa. Ok. Bước số 3, sau khi có sản phẩm dịch vụ rồi, ok chưa? Giải quyết được rồi. Cái bước số 2 là cái bước gì ạ? À? Cái bước đặt tên cho nó, hình thành cái bộ nhận diện thương hiệu cho nó. Ok chưa? À, cái bước số 3 là bước xây dựng cho mình một cái hạ tầng về online, về marketing. Các bạn nhớ ra điều này. Online marketing thì có gì ạ? À, rõ ràng là nó không to lắm hả? Thì nó gồm có gì? Nó gồm có online và nó gồm có offline. Và chúng ta đang sống cái thời đại online này thì chúng ta phải như thế nào ạ? Chúng ta phải như thế nào? Phải làm sao đó để ứng dụng online cho nó tốt. Ok chưa? Phải ứng dụng online cho nó rất là tuyệt vời. À, rồi ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. À, các bạn nào thấy ok thì các bạn chia sẻ đoạn livestream này đến cho nhiều bạn bè của mình nữa nha. Các bạn làm cho nó lan tỏa ra các bạn, cho nhiều người nghe để họ ý thức được xã hội cần có nhiều người làm kinh doanh thì xã hội rất là tuyệt vời. Ok chưa? Nhiều người làm kinh doanh thì sao ạ? À, kinh tế phát triển, dòng tiền nó chảy. Ok chưa? Các bạn thấy ở một cái làng quê mà không ai làm kinh doanh thì ở đó nó như thế nào ạ? À? Ở đó nó rất là gì ạ? À? Kinh tế nó không phát triển được, kéo theo nuôi con gà ra cũng chả ai mua. Họ có mua thì giá rất là thấp. Các bạn nhận ra điều này chưa? Nhưng mà nó có nhiều người làm kinh doanh thì tự nhiên họ mua ra thì giá nó rất là cao. Ok chưa? Rồi. Tiếp tục. Mình sẽ tiếp. Các bạn chia sẻ đồng đô đây ra cho nhiều người biết các bạn. Nhanh lên. Ok, chia sẻ. À, và tiếp tục cái bước thứ ba là chúng ta sẽ phải xây dựng cái hạ tầng online. Các bạn như là chúng ta phải xây dựng cái hạ tầng online. Hạ tầng marketing. Hạ tầng marketing thì nó gồm có online và offline. À, ok chưa? Online và offline. Online thì bước đầu tiên là chúng ta phải xây dựng cho mình cái website. Ok. Website là nơi mà chứa những cái thông tin của khách hàng, những cái điều mà khách hàng cần phải biết, những cái điều kiện tiên quyết về chuyên làm SEO và web online. Các bạn vô cực ô, cái này là một cái phần nhỏ thôi. Bạn là dân web marketing, bạn phải hiểu rộng ra. Bạn vô cực ơi, bạn cần phải hiểu rộng. Web nó chỉ là một cái công cụ nhỏ thôi. Mình đang nói tới khái niệm marketing. À, thì nếu mà các bạn làm web thì các bạn ghi những cái yếu tố rất quan trọng, những câu hỏi khách hàng thắc mắc, những tại sao khách hàng cần phải mua hàng của tôi. Ok chưa? À, các bạn làm cho nó lan tỏa ra, những cái thông tin nó rất là hiệu quả ở trên đó. Nhưng mà chúng ta không có được làm cái website chết. Cái website mà ghi vài chữ, ghi rồi qua năm số tháng như vậy, cái website đó là gọi là cái website chết, nó có sống động. Cái web nó được thể hiện nó như là một cái văn phòng, nó phải sống động. Cái web nó phải sống động. À, cái web nó không sống động thì không có được. À, cái web nó nghĩa là hàng ngày chúng ta phải đưa tin, những cái hoạt động chúng ta đưa lên thì chúng ta phải làm. À, mình nói nãy giờ mình khát nước rồi, các bạn chờ mình uống nước một chút xíu. Ok chưa? À, chào bạn Ngọc Minh. Bạn Ngọc Minh cũng like, cũng xem họ livestream này ạ. Ok. Và mình lại tiếp. À, mình lại chia sẻ cho các bạn tiếp. Ok, chia sẻ đoạn livestream này mình cho nhiều người biết nha các bạn. Ok chưa? À, và mình làm cái trang web nó phải sống động các bạn. Đừng có biết cái trang web mình nó thành cái trang web chết. À, bạn Ngọc Minh kêu mua bia uống. À, hổm khi nào livestream cùng với bạn thì cùng nhau uống bia luôn bạn Ngọc Minh ơi. Ok, rất là thú vị. Một cái idea rất là thú vị, vừa livestream vừa uống bia rất là tuyệt vời. Ok. Rồi. Ok chưa? Và tiếp tục ha. À, cái web. Ok, rồi chúng ta có web. Web đúng nghĩa nha, chứ không phải là có cái tên miền rồi gắn vô cái web rồi viết vài bài làm SEO cứ nói là mình có web. Không phải. Cái
khi như vậy là không có chuẩn. Nó là một cái, nghĩ là một cái phần rất là nhỏ. Cái web mình nó phải lan tỏa, cái web mình nó phải sinh động, cái web mình nó phải nói được cái điều mà khách hàng họ cần. Tại vì tất cả là chúng ta làm phục vụ cho khách hàng, chứ không phải chúng ta làm để lên Google. Các bạn như đó, nhiều người có web nó làm sao để lên Google? Dĩ nhiên lên Google nó là một phần nhỏ của trong cái chiến lược kênh doanh, ok chưa? Thứ hai, sau khi web rồi chúng ta phải hình thành cho mình một cái mạng xã hội. Thế các bạn hình dung ra điều này chưa? Chúng ta hình thành cho mình một cái mạng xã hội. Mạng xã hội là một cái kênh truyền thông, nó như là một cái kênh truyền thông, nó rất là nhiều người ở đó. Ví dụ như này, bây giờ mình đang dùng các bạn là trên mạng xã hội gì? Mạng xã hội Facebook. Các bạn dùng ra điều này, cái mạng xã hội Facebook này nó lan tỏa ra, làm cho nó lan tỏa ra. Các bạn dùng ra điều này, làm cho cái mạng xã hội này nó lan tỏa ra. Mạng xã hội thì chúng ta gồm có gì? Facebook này, gồm có LinkedIn này, gồm có Zalo này, gồm có Tango này, gồm có WeChat này, chấm. Cái đó là mạng xã hội, làm cho cái kênh này nó lan tỏa ra, nó tiếp cận rất là nhiều người. Bởi vì hàng ngày nay có nhiều người họ lên cái mạng xã hội này họ chơi, chứ không phải là chúng ta lập cái Facebook ra, cái chúng ta lên mạng xã hội, cái chúng ta tích vài cái dòng mình đang bán mỹ phẩm này tốt lắm, mua vô, không ai mua vô hết, cái bắt đầu nản, kêu sao Facebook giờ khó kinh doanh quá. Các bạn kinh doanh như vậy thì ai mà mua? Chúng ta không phải là có cái tư duy kinh doanh nó như vậy được. Chúng ta cần phải setup cho chúng ta một cái tư duy nó chuẩn hơn. Ngày hôm nay cái thế giới online nó rất là tuyệt vời. Chút xíu nữa sau khi mình chia sẻ xong 6 phần này rồi thì mình sẽ nói cho các bạn nó rộng ra hơn một chút xíu nữa, để các bạn nhìn thấy là cái thế giới online nó rất là tuyệt vời, ok chưa? Vậy thì tiếp tục nó như thế nào ạ? Tiếp tục là sau khi chúng ta có cái mạng xã hội, chúng ta kết nối nó, chúng ta làm cho nó lan tỏa, nó phát triển ra, ok chưa? Cái mạng xã hội nó giúp cho chúng ta viral rất là nhanh. Ví dụ như là mình chỉ cần livestream là nó viral ra. Các bạn chúng nó viral là gì? Là người này chia sẻ, người kia chia sẻ, rồi nó làm cho nhiều người biết về bạn, ok chưa? Nhiều người biết về bạn. Cái mạng xã hội nó hay vậy đó, ok chưa? Nó kết nối, gọi là mạng xã hội mà nó kết nối với nhau. Rồi sau khi chúng ta có mạng xã hội rồi thì chúng ta phải thiết lập cho mình một cái kênh giao tiếp. Mạng xã hội giờ online giờ nó hay lắm. Cái kênh giao tiếp đó là nó gồm cái gì? Nó gồm gì? Thứ nhất là nó gồm, các bạn cần phải có cho mình một cái tổng đài điện thoại, tức là một cái số điện thoại. Cái doanh nghiệp lớn nó gọi là tổng đài điện thoại, còn các bạn là cần phải có cho mình một cái số doanh nghiệp, hay là người ta gọi là cái số hotline, để khi khách hàng cần á thì nó có một cái chỗ giao tiếp, họ gọi được cho bạn liền, họ liên hệ được với bạn liền. Cái số hotline của Bitrining là gì các bạn biết không? 0937 939598, ok chưa? Đó là cái số hotline hồi giờ các bạn thấy luôn luôn là cái số hotline mình công bố trên web, là cái số hotline. Còn cái số bàn của hotline nó là gì? 028 5422 1032. Cái đó là cái số hotline. Còn cái doanh nghiệp lớn thì nó có cái số tổng đài, ok chưa? Chúng ta cần thiết lập một cái kênh giao tiếp, ok chưa? Kênh giao tiếp thứ nhất đó chính là một cái số hotline, ok chưa? Một cái số tổng đài, ok chưa? Nó phải thống nhất, cái kênh đó nó phải xuyên suốt, ai cũng biết hết, ok chưa? Rồi cái thứ hai, chúng ta phải cần thiết lập cho chúng ta một cái gì nữa? Một cái chat. Các bạn thấy hiện tại thì mọi người hay dùng Facebook chat luôn, chat gắn vào web luôn, chat để người có người thì họ thích họ gọi. Hồi cái không chat thì gọi, còn bây giờ là có chat. Các bạn nhận ra điều này, cái kênh chat là cái kênh gì? Cái kênh nó giúp cho chúng ta kết nối, ok chưa? Cái nền tảng chat làm cho nó phù hợp đó, để giúp cho khách hàng kết nối với chúng ta, cần thì họ trao đổi, họ nói chuyện với chúng ta. Tiếp theo cái kênh kết nối nữa là cái kênh giao tiếp, đó là cái kênh này, cái kênh SMS. Các bạn dùng SMS, cần thì chúng ta nhắn tin, ok chưa? Cần thì chúng ta nhắn tin cho khách hàng. Các bạn như cần thì chúng ta nhắn tin cho khách hàng, các bạn hình dung ra cái đó, ok chưa? Hoặc là chúng ta có cái gì nữa? Chúng ta còn cái gì nữa? Chúng ta cần phải có email,
cái hệ thống email để khách hàng mới giao tiếp được với chúng ta, các bạn như thế nào, hoặc là chúng ta có gì nữa, có cái inbox của Facebook, ok, cái inbox của Facebook, ok các bạn ơi, hoặc là cái live và chat rồi đó, ok, tất cả tên Skype rồi đó, toàn bộ những cái đó người ta gọi là, gọi chung lại là cái kênh giao tiếp, các bạn nhận ra chưa, cái kênh giao tiếp. Vậy một câu hỏi đặt ra là bạn đã thiết lập cho mình cái kênh giao tiếp tốt chưa? Và tiếp theo nữa là gì vậy? Vậy là vừa rồi mình đang nói với các bạn cái phần số máy các bạn nhá, vừa rồi mình nói cho phần số máy các bạn comment xuống dưới đây nè. Vừa rồi mình đã nói tới mấy phần rồi, phần 1 rồi đúng không, phần 2 rồi đúng không, phần 3 rồi đúng không, trong phần 3 mình nói những cái gì các bạn có nhớ không ạ? Các bạn comment xuống cho mình đi. Hồi nãy giờ các bạn có ghi không, cứ ghi rõ ràng không? Ok, các bạn nhớ chia sẻ đoạn rồi. Ok, bạn Hiền nói là tới phần số 3 rồi, ok, rất là tuyệt vời. Ok, các bạn làm cho nó lan tỏa ra, các bạn làm cho nó lan tỏa ra. Các bạn nên comment các bạn. Bạn Nguyễn Khuyên, ôi hôm nay thầy cũng live stream kia kìa. Ok, mình live stream hoài chứ bạn Nguyễn Khuyên ơi, mình live stream liên tục à. Ok chưa? Mình thích là mình live stream mà. Ok chưa? Hôm nay là buổi thứ hai, tối thứ hai mình rảnh, mình mới đi ăn tối với gia đình mình về xong thì mình mở ra mình live stream cho các bạn. Ok chưa? Phần 3 gồm có 6 phần nhỏ. Ok chưa? Rất là tuyệt vời. Bạn Phong Lê từ ở bên Mỹ mà cũng ngồi nốt ghi rất là kỹ ha, rất là tuyệt vời. Ok, bạn Thu Phong rất là tuyệt vời. Tí Sumo viết 3 trang giấy rồi thầy ơi, ui trời, rất là tuyệt vời. Chút xíu nữa nhớ chụp gửi cho mình nha bạn Tí Sumo ơi. Rõ rồi thầy ơi. Ok, bạn Đỗ Chính, lâu quá không gặp bạn Chính, lúc này bạn bán bảo hiểm ở cái công ty nào rồi? Xây dựng cho mình, ok, hạ tầng, nhớ thầy quá. Ok, bạn Nguyễn Khuyên, bạn ở Phú Quốc đúng không? Hồi nào Phú Quốc bay vô đây cho đi, muốn mua sách thì mua ở đâu thôi. Bạn inbox cho mình, inbox cho mình live stream mỗi tối thứ hai hả thầy? Ok, mình sắp tới mình cũng dự định lại như vậy á. Ok, bạn Thuy từ ở bên Nhật, bạn Thuy từ ở bên Nhật cũng xem đoạn live stream này, bạn Thuy rất là tuyệt vời. Ok chưa? Vậy là xem đoạn video này là có ở bên Mỹ nè, có ở bên Nhật này, có ở Phú Quốc này, và có rất là nhiều nơi. Bạn rồi chắc là cũng phải 3-4 năm rồi đó. Mình nhớ là hồi kia gặp bạn ở cái chỗ đúng không? Uống cà phê, làm bảo hiểm F, bạn Chính thì làm bảo hiểm FW. Ok. Bạn Phú Quốc xin ở tặng bên đó quá, rất là tuyệt vời. Vậy là cái loại livestream này gần như là khắp mọi nơi trên thế giới. Ok, bạn Phương Lê ở Singapore, rất là tuyệt vời. Cảm ơn bạn Phương Lê. Vậy các bạn comment đi, các bạn đang ở xem đoạn livestream này, các bạn đang ở đâu để mọi người cùng biết tặng bên Úc. Như này rất là tuyệt vời. Ok, bạn Phương Quân ở tặng bên Úc. Ok, bạn ở Sydney hay bạn ở đâu? Tết sang năm là tụi mình qua Úc á. Các bạn Alex Phương Quân ơi. Ok chưa, bạn ở đảo. Thầy có đoàn du lịch đảo. Ôi chơi vừa rồi thì có đi ra đảo Phú Quốc á. Bạn Phú Quốc cũng đi đã có 3 lần rồi bạn Khuyên ơi. Ok, rồi bây giờ mình lại tiếp tục vào chương trình. Vậy là vừa rồi là chúng ta xây dựng cái hạ tầng online. Ok, hạ tầng online nó gồm có web, gồm có mạng xã hội và cái hạ tầng kết nối chat, liên hệ kết nối với nhau. Vừa rồi mình đang nói hàng loạt cái đó. Bạn Nguyễn Trương Tiến ở quận 9. Ok chưa? Bạn bữa mình đi ngang mình thấy, bữa mình chạy bộ ngang đi chạy tới dụng ngang mình thấy bạn cái văn phòng của bạn ở đường Trần Văn Diện, Thảo Điền, dán cái bảng rất là bự, rất là tuyệt vời. Bạn Nguyễn Trương Tiến ơi, lúc này bạn là bạn tuyệt vời quá. Bạn Nguyễn Trương Tiến là chủ của hệ thống rửa xe 5 giây, vừa rồi có thi trên Sát Đăng ở các bạn. Bạn rất là tuyệt vời. Ok chưa? Bạn Hà Hà đến từ Thái Nguyên, rất là tuyệt vời. Bạn Đặng Thiên Nhỡ ở Hà Nội, rất là tuyệt vời. Rồi bây giờ mình lại nói tiếp. Cho nên vừa rồi chúng ta đang ở cái bước 3 và mình đang nói nửa chừng là các bạn xây dựng cái hạ tầng online. Sau đó các bạn phải xây dựng cái hạ tầng mang tính offline. Bây giờ các bạn cứ online, các bạn quên mất cái hạ tầng mang tính offline. Không được. Online nó có điểm mạnh riêng và offline nó có điểm mạnh riêng. Ok chưa? Offline là có thể là chúng ta tham gia vào các cộng đồng kết nối. Tham gia vào các hội nhóm. Tham gia vào các anh em. Những cái cuộc làm ăn lớn các bạn nó thông qua cái offline không ạ?
cái dòng tiền lớn nó thông qua cái offline mà. Online chẳng qua là cái kênh người ta biết về mình, người ta kết nối vô mình. Tuy nhiên để mà tốt hơn, ok chưa, để mà tốt hơn thì các bạn phải có cái hạ tầng online nữa. Các bạn, đây là Bambi, đây là Bambi con gái của mình. Bambi thấy bạn đang truyền cái Bambi cổ ra luôn. Con chào cô chú đi. Con hát một bài đi. Con hát bài gì? Hả? Con hát bài gì? Con đi uống sữa rồi. Con đi uống sữa đi nhà. Ok con. Ok cho ăn rất là tuyệt. Ok chưa? Ok chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta lại con gái thầy này là quá bé được vừa tròn 5 năm tuổi bạn Vũ Hà ơi. Bé con gái Bobby vừa tròn 5 tuổi. Ok chưa? Con uống sữa hả? Con không biết tháo đúng không? Các bạn không? Bambi tối nào cũng uống sữa mà bây giờ bé không biết tháo nên bé nhờ ba tháo đây. Các bạn đợi mình một chút xíu. Ok, Bambi đây đang nhờ ba tháo đây. Ok chưa? Các cô chú chào con kia nè. Con nói con chào cô chú đi. Con nó đi, con nói. Con chào cô chú rồi, con nói một câu tiếng Anh đi cho cô chú nghe đi. Con say hello cô chú bằng tiếng Anh đi. Con. Hello. Rồi con nói một cái câu về nữa cho cô chú nghe đi. Hả? Trời ơi. Con nói là con chúc cô chú tối nay ngủ ngon đi. Con nói đi. Chúc cô chú ngon. Con nói bằng tiếng Anh đó. Good night. Ok. Chú ngồi chị Trung nói con đánh đàn đi, ba mới đánh đàn tuyệt lắm. Kia này nói đó. Ok, chú nói. Ok, chú nói con đánh đàn đi. Ok. Rất là tuyệt vời. Ok. Bambi đi vào rồi. Rồi bây giờ mình tiếp tục. Ok, mình tiếp tục. Và như thế nào bạn? Chúng ta cần phải xây dựng cái hạ tầng marketing offline nữa. Các bạn lúc nào cứ online được các bạn quên mất offline không được. Chúng ta là người làm kinh doanh. Các bạn là người làm kinh doanh, các bạn không phải là người làm marketing online. Các bạn nên nhớ vậy. Chúng ta là người làm kinh doanh. Bạn Quỳnh Hoa. Ok, chào bạn Quỳnh Hoa. Bambi rất là thông minh. Chúng ta phải nên nhớ chúng ta là người làm kinh doanh chứ không phải chúng ta là người làm marketing online. Đừng cứ biến mình thành cái người làm marketing online. Nghĩa là khi mà chúng ta sở hữu một cái công việc kinh doanh thì chúng ta cần phải sở hữu một cái rất là đạo bộ. Hạ tầng online rồi hạ tầng offline chúng ta phải có. Đừng cứ biến mình thành một người sale web. Đừng cứ biến mình thành một cái thằng chuyên đi chạy Google. Mình đó là một trong những kênh nhỏ thôi, nó rất phải có rất là nhiều kênh. Một cái doanh nghiệp hiệu quả là chúng ta phải biết 5 đến 10 kênh làm online hiệu quả. Con uống hết rồi, giỏi quá. Con uống xong rồi, con uống nhanh quá ha, con uống nhanh quá. Ok con. Rồi, ok con uống hết rồi, ok rất tuyệt vời. Vậy thì mình lại tiếp tục đừng có biến mình thành một cái người mà chỉ biết làm cái công cụ đó thì nó không có chuẩn được. Ok, nó không có chuẩn được, mà chúng ta phải biết rằng là chúng ta là người làm kinh doanh. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Thì chúng ta cần phải hiểu rõ ra được cái kênh làm online cho mình. Các bạn cần phải hiểu rõ cái kênh làm online cho mình. Online nó gồm những cái gì và offline gồm những cái gì, và chúng ta cần phải lên chi tiết các cái KPI, ok, để chúng ta làm sao cho nó xong. Chúng ta đừng có, mình thấy nhiều bạn 3 năm rồi mà bạn còn dắt cái cặp đi học online, mà nói online nó có cái gì đâu mà ăn đi học hoài vậy? Kêu là Facebook nó mới thay đổi, Google nó mới thay đổi, thì nó thay đổi mỗi ngày vậy chứ. Mới thay đổi cái gì, ngày nào nó không thay đổi. Chúng ta biết một số
cái gốc chính. Rồi khi mà làm có tiền rồi thì bắt nhân viên nó làm, nó update những đó, những cái nguyên tắc cơ bản chúng ta nắm được rồi, rồi chúng ta lo đi tập trung những cái kênh khác nữa đi. Những kênh nào mà chúng ta làm xong rồi chúng ta đưa vào trạng thái duy trì. Bạn hiểu chưa? 3 năm còn giá cầm đi học online, mình thấy rất là mất cười. Còn bao nhiêu việc để làm nữa, đưa có doanh số được ok thì mướn về nhân viên mà nó đưa vào cái trạng thái duy trì. Ok giờ rồi chúng ta xây dựng được cái hạ tầng online, hạ tầng marketing online, rồi sau đó là còn cái gì nữa, chúng ta phải xây dựng được cái hạ tầng quản trị doanh nghiệp. À, chúng ta phải xây dựng được cái hạ tầng quản trị doanh nghiệp của mình. Hạ tầng quản trị doanh nghiệp nó là cái gì? Ví dụ nó cơ bản thôi. À, bạn có khách hàng thì bạn lưu khách hàng ở đâu? Chẳng lẽ bây giờ là cầm cái quyển sổ này ghi à? À, cái đó là vậy đi. Bạn đang sống ở cái thế kỷ nào mà bây giờ còn gì anh cái ghi vậy? Các bạn ra chợ bà chịu kia, các bạn giống như máy bảo mà đó là còn ghi gì à? À, chúng ta cần phải có một cái hệ phần mềm quản lý nó. Ok chưa? Sắp tới mình chia sẻ, mình mở một ngày mình chia sẻ cái hệ phần mềm quản lý đó. Ok chưa? Tại Be Training. À, một ngày dành cho những bạn phải có doanh nghiệp rồi, phải có doanh thu rồi mới được đi học cái khóa này, chỉ có một ngày thôi. À, dùng nó trên cái app thôi, chỉ duy nhất một cái điện thoại smartphone thôi. À, chỉ đúng cái điện thoại smartphone này sử dụng được hết. Ông nào mà đi học cái lớp này mà mang theo laptop mình đuổi về hết, bởi vì là cậu rồi, dùng đúng cái app trên smartphone thôi. Bạn hình vô chưa? À, bây giờ thời buổi nó rất là hiện đại rồi. À, chúng ta dùng đúng smartphone thôi. Yeah. Vậy thì khi chúng ta có khách hàng thì chúng ta lưu ở đâu? Ok, chẳng lẽ lưu trên Excel? Rồi làm sao chúng ta nhớ khách hàng nó mua ngày giờ nào? Làm sao chúng ta chăm sóc họ? Họ mua doanh số bao nhiêu rồi? Hệ thống chăm sóc tự động đâu? Nghĩa là chúng ta cần phải có một cái hệ thống, gọi là cái hệ thống quản trị về khách hàng. Đó là mới cái sơ thôi. Hệ thống quản trị về nhân viên chúng ta đứa nào nó không được, bao nhiêu khách hàng mua, bao nhiêu khách hàng chưa mua, bao nhiêu khách hàng mua một lần, bao nhiêu khách hàng mua nhiều lần. Các bạn nhận ra điều này chưa? Chúng ta cần phải có hệ thống quản trị về những cái sản phẩm chúng ta bán. Ok ạ. À? Hệ thống quản trị về kho, về doanh số, ok, tất cả mọi thứ. Chấm toàn bộ những việc đó mình gọi là cái hệ thống gì? Quản trị doanh nghiệp bằng online. Các bạn bằng cái hệ thống phần mềm. À, hôm nào khoảng vài tuần nữa mình sẽ mở một cái khóa học chia sẻ rất là chi tiết, trong vòng một ngày mình chỉ dành cho những bạn mà đã có doanh nghiệp rồi. Những bạn khởi nghiệp thì không nên đi học cái này. Ok chưa? Và vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ tới cái phần số mấy rồi các bạn ơi, nghĩa là mình vừa rồi mình chia sẻ tới cái phần số 3 rồi, có phải như vậy không ạ? Mình chia sẻ bạn tới cái phần số 3 rồi. Phần thứ nhất là chúng ta phải chọn cho mình một sản phẩm, phần thứ hai là phải đặt tên cho nó, phần thứ ba là chúng ta cần phải có gì ạ? Cần phải có cho mình một cái hệ thống quản trị. Ok chưa? Phần số 3 là chúng ta xây dựng nền tảng online, thì trong đó mình xây dựng nền tảng marketing, trong đó mình có nói là về online, về offline, về một cái hệ thống quản trị doanh nghiệp. Ok chưa? Giờ rồi, bây giờ tiếp theo mình chia sẻ đến các bạn tới cái phần số 4. Ok chưa? Cái phần số 4. Ok chưa? Phần số 4 các bạn ơi. Phần số 4. Ok chưa? Mình sẽ nói bạn tới phần số 4. Ok chưa? Trước khi mà nói tới phần số 4 thì mình đều uống nước đã. Tại vì nãy giờ nói nhiều quá. Khát nước rồi. Ok chưa? Vậy thì các bạn thấy khi ra kinh doanh chúng ta cần phải có bài và cần có kiến thức, mà chúng ta rất là cần có bài và cần có kiến thức thì chúng ta mới làm kinh doanh được. Người nào nói là kinh doanh cần chi phải học thì đúng là mấy cái ông đó ổng giỏi quá rồi các bạn ơi. Nhưng mà thường thường mà mấy ông nào mà nói cái câu đó thì rõ ràng là những ông đó ổng không kinh doanh được, thì ổng giỏi quá nên ổng không kinh doanh được luôn. Ok chưa? Làm kinh doanh các bạn mới khởi nghiệp là chúng ta làm từng những bước như vậy mà chúng ta học muốn chết luôn, mà chúng ta còn làm không được. Mà nói kinh doanh học cái gì thì mấy ông đó ổng quá thông minh rồi, ổng thông minh đến nỗi mà ổng không bao giờ ổng làm kinh doanh được hết. Ok chưa? Chỉ có giỏi nói thôi.
Còn mà ra làm kinh doanh thì mất tiền, mất bạc, đủ thứ. Ok chưa? Rồi, tới phần số 4. Chúng ta cần phải xây dựng được cái hệ thống và quy trình hoạt động của doanh nghiệp của mình. Các bạn làm chúng ta điều này chưa? À, nghĩa là nó có gọi là một cái cấu trúc mô hình của doanh nghiệp của mình. Nó gồm có cái bộ phận gì, phòng ban gì. Các bạn làm chúng ta điều này chưa? À, ví dụ như là doanh nghiệp của bạn, và bạn mở ra một cái quán phở, ví dụ đi, bạn mở ra được một quán phở thì bạn phải mô hình hóa ra được cái quán phở đó nó gồm những cái khâu gì. À, hoặc là bạn mở ra một cái cửa hàng bán hoa tươi thì bạn phải mô hình hóa ra được, bạn phải hình dung được nó gồm có khâu gì. Cái khâu thứ nhất là cái khâu gì, phải đi lấy được hoa tươi lấy ở đâu, nó là một cái khâu, cái cách chọn hoa tươi nó như thế nào, rồi hoa tươi xong lấy nó làm sao như thế nào. À, bước tiếp theo là gì, là ai vận chuyển nó về cửa hàng ta, các bạn hình dung chưa? À, nó là cả từng cái khâu một. Rồi tới cửa hàng của chúng ta thì cái bộ phận nào là lựa hoa ra, ai là người lựa hoa ra, rồi bó nó như thế nào, cắt nó ở chỗ nào, từng loại nhóm hoa cắt nó ở chỗ nào, vào trong các cái bị cái giỏ rồi nó như thế nào. Đó. Ai cái rồi cái bộ phận nào đi lấy nguyên liệu đâu, phải hoa không, rồi bình cắm hoa, rồi dây cột hoa, ok, các cái giấy hoa đồ làm như thế nào. Chúng ta cần phải có ra được cái quy trình đó cho nó bài bản hết. Đó. Rồi tới tiếp theo nữa là thu chi nó như thế nào, cái hệ thống bảng giá để bán hoa nó như thế nào. Đó. Rồi cái quy trình khách hàng họ đến chúng ta nó như thế nào, các bạn nhận ra điều này chưa? À, ví dụ như cái mặt tiền của chúng ta thì khách hàng họ đi từ ngoài vào, nếu mà khách hàng họ đi trên đường họ thấy họ đi từ ngoài vào thì họ như thế nào, họ order hoa, họ mua hoa của chúng ta như thế nào, rồi ai là người tư vấn hoa cho họ, rồi cột bó hoa cho họ, rồi tính tiền nó như thế nào, rồi giao hoa cho họ. Rồi nếu mà khách hàng họ đến từ online thì ai là người nhận hoa từ online, rồi chuyển xuống cái bộ phận đó họ cắm hoa, rồi chuyển sang cái thằng nó đi giao hoa, rồi nó lấy tiền nó như thế nào. Toàn bộ những cái đó người mình gọi chung nãy giờ là gọi là cái quy trình hoạt động của một cái tổ chức đó. Bạn hồn vô chưa? À, bạn nào mà muốn tìm hiểu về cái quy trình hoạt động của tổ chức này thì các bạn phải học một cái chương trình của mình gọi là Link. Ok chưa? Cái từ Link. À, Link, mình sẽ lấy cái cây viết mình ghi cho để cho các bạn hình dung. Các bạn cho lấy cái cây viết Link System, ok chưa? Các bạn phải tham gia một cái chương trình của mình gọi là Link, cái chương trình gọi là Link, ok chưa? Link System tức là cái cách chúng ta xây dựng quy trình doanh nghiệp. Cái từ Link, nó vô đây tự nhiên sao nó ngược rồi. Mình ghi vô đây tự nhiên nó ngược rồi các bạn ơi. Ok, làm sao cho nó khỏi ngượng nhỉ? À, Link, à mình ghi các bạn thấy cái chữ màu Link System. Các bạn phải học cái chữ Link System. Ok chưa? Link, cái chữ đường Link System. Ok chưa? Thì các bạn mới biết cái cách viết quy trình này nó như thế nào. Bạn hình dung chưa? Chứ nghĩa là chúng ta phải xây dựng được cái mô hình quy trình hoạt động của doanh nghiệp của mình. Còn nếu các bạn mà đúng rồi, Link System, đúng rồi, bạn Phong Lê rất là tuyệt vời, Link. Ok, cái phần comment không kịp em. À, cái phần comment không kịp, mình ghi này cho nó lại bạn vẫn ơi. Ghi này là ok. Lúc nãy thì mình comment tại vì mình đang livestream ở trên cái điện thoại di động. Ok chưa? Link, và các bạn phải học cái chương trình Link System thì các bạn hiểu ra được cái quy trình của doanh nghiệp. Cái quy trình làm sao nó tối ưu. Còn nếu nó không tối ưu, trời ơi, nó dài dòng, các bạn thấy cái quy trình của nhà nước mà đi xin thành lập cái thủ tục công, tức là cái quy trình nó quá rối đó. Cái gì lên nộp gì mà không biết mấy ông chạy như thế nào mà lâu lắc mới có một cái bộ hồ sơ, trong khi nếu mà chúng ta làm cái quy trình nó tốt thì sáng nộp chiều có rồi. Các bạn nhớ ra điều này là chưa, tức là cái quy trình doanh nghiệp chúng ta bởi vì nhà nước thì bởi vì tiền lương họ lãnh là từ thuế, chứ còn mà nếu doanh nghiệp chúng ta mà chúng ta làm như vậy là các bạn thấy chúng ta bị tiêu này. Các bạn nhận ra điều này chứ, tôi nghĩ là cái quy trình chúng ta nó rất là chặt chẽ và nó rất là tối luôn.
À, các bạn thấy thấy chưa? Ví dụ như là các bạn mở một quán phở thì khách họ vô thì ai là người order chuyển xuống một phòng bếp rất là nhanh. Các bạn nhận ra điều này nè chưa? Rồi họ bếp nó action liền và nó làm liền và cái tô phở để sẽ được xuất hiện rồi xong. Khách hàng tính tiền thì ai là người tiền, tức là mình thấy cái quy trình rất là ngọt và tất cả mọi người tham gia ra rất là ngọt. Chứ còn không, bạn không có quy trình ngọt á, khách đông quá bạn bán không được, khách vắng thì một đống ngồi chơi, khách đông quá thì bán không được. Các bạn thấy nó rất là dở cho thôi. Nên chúng ta cần phải thiết kế cho mình một cái quy trình nó rất là toàn vẹn và ai cũng phải nắm được. Và sự việc nó xảy ra là chúng ta vào, chúng ta làm thì cái đó toàn bộ đó người ta gọi là cái quy trình. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Cái đó nó gọi là cái quy trình. Ok chưa? Tiếp theo là, rồi hồi nãy giờ các bạn thấy chưa, mình đang nói ở cái phần số mấy, bắt đầu các bạn nhớ là phần số 4. Các bạn hình dung chưa? Quy trình họp của doanh nghiệp giống doanh nghiệp xây dựng ISO, bạn Lê Thành Nhật không? Cái ISO là dành cho doanh nghiệp nó rất là lớn các bạn ơi. Doanh nghiệp nhỏ mà ISO tiền đâu mà trả. Mình đang nói về cái chủ đề cho mấy người khởi nghiệp. Bạn Lê Thành Nhật biết không? ISO là cho mấy doanh nghiệp lớn à. Doanh nghiệp nhỏ làm ISO tiền đâu trả bạn. Nó là chúng ta đang tập trung vào đối tượng khởi nghiệp. Đừng có đưa mấy kiến thức doanh nghiệp lớn vào đây, làm không có được đâu. Làm không có được đâu. Ok chưa? Chúng ta tập trung vào đối tượng khởi nghiệp thôi. Người ta đang tạo doanh thu, tiền của người ta mới tháng doanh thu người ta tháng chừng vài chục triệu, cùng lắm nào hay được 200-300 triệu. Thì trong đó thì lãi nó được 20-30 triệu thì nó không thể áp dụng mấy cái quy trình đó được. Mình đang nói cái quy trình của giới khởi nghiệp, tập trung vào người khởi nghiệp thôi để chúng ta mới làm được. Ok, các bạn có sẵn sàng để đi tiếp chưa? Mình đang nói tới phần số mấy rồi, các bạn comment xuống. Các bạn comment xuống để truyền năng lượng cho mình đi. Ok. Bạn nào không comment được thì la to lên. Các bạn truyền năng lượng cho mình đi. Bạn nào đang có mặt ở đây thì comment xuống cho nó vui đi nào. Ok. Ok, rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Ok giờ rồi, bây giờ chúng ta lại tiếp tục cái phần số 5 là tới cái phần là vốn. Ok chưa? Vốn đâu? Mấy ông mà cứ nói mà nói tới vốn là mấy ông nói tới tiền, mình mệt quá, không có tiền ở đâu đây hết đó. Vốn ở đây không nhất thiết phải là tiền. Kiến thức cũng là vốn vậy. Kinh nghiệm cũng là vốn vậy. Các bạn nhung ra, bạn có cái kỹ năng gì bạn cũng là vốn vậy. Vậy là phần thứ 5 mình nói về là vốn. Các bạn mình đang nói về vốn. Vốn. Vốn ở đây nó cũng là tiền và nó cũng có thể là những cái yếu tố khác, nhưng mà đã là dân khởi nghiệp thì làm gì có tiền, mà mấy ông cứ nói có tiền. Nên các bạn có thấy những cái chương trình nó gọi là cái chương trình gọi vốn được không? Tức là gọi tiền để đi thu hút tiền á. Nhưng mà trước khi thu hút tiền thì các bạn có tiền không? Làm gì có tiền? Chúng ta không có tiền. Bạn Thu Hà comment mình thấy rồi. Ok, chúng ta không có tiền nhưng mà chúng ta cần phải có vốn. Bạn hiểu chưa? Tiền chúng ta chưa có nhưng mà chúng ta cần phải có vốn. Chúng ta đi kêu gọi tiền người ta đầu tư vào, đó là chúng ta có vốn chúng ta mới kêu gọi được. Chúng ta không có vốn chúng ta không kêu gọi được. Bạn hình dung ra cái này chưa? Chả cái thằng nào mà nó đầu tư cho một cái thằng mà đứng nói cũng không được, kinh nghiệm thì không có gì, kiến thức thì không có cái gì. Các bạn hình dung chưa? Nó là không có ai mà đầu tư tiền cho một cái con người nó như vậy hết. Nó là vốn. Chúng ta ra kinh doanh tiền thì ta chưa có nhưng mà chúng ta có vốn chưa? Bạn hình dung như chưa? Vốn gì? Vốn sống, cái vốn kiến thức, cái trí tuệ của bạn, hoặc là cái đam mê của bạn, cái nhiệt huyết của bạn, cái say mê của bạn. Bạn hết mình vì nó thì người ta cũng sẵn sàng đưa tiền cho bạn. Còn dân khởi nghiệp làm gì có tiền mà nói chờ có tiền? Đã là khởi nghiệp là không có tiền rồi, không có bàn cãi gì hết đó. Đã không có tiền rồi mà nói là ngồi chờ có tiền rồi mới khởi nghiệp được. Mấy cái ông này ông nói chuyện rất là mắc cười. Không có tiền mới ra khởi nghiệp mà nói là chờ có tiền. Khởi nghiệp là cần phải có vốn. Vốn ở đây là kiến thức, là kinh nghiệm, là kỹ năng, là đam mê, là cái sự nhiệt huyết của bạn. Bạn hình dung vô chưa? Và chính cái yếu tố đó nó mới giúp cho bạn là quyết tâm bạn làm được.
đừng cứ ngồi chờ có tiền. Bạn không thể bắt đầu được, bạn không thể bắt đầu được, mà bạn phải gì ạ? À? Phải tích lũy cái vốn mình rất là tuyệt vời để bắt đầu đi huy động vận động. Nếu mà sản phẩm bạn chưa có thì bạn như thế nào? Đi gặp những con người và cái khả năng thuyết phục của chúng ta rất là tuyệt vời thì họ sẽ cho chúng ta nợ để về chúng ta bán rồi chúng ta trả sau. Bạn hình vô ra chỗ này chưa? Hoặc là bạn ra ok chưa? Bạn ra, bạn mở một cái mặt bằng và cần mặt bằng bán phở mà bạn đâu có tiền để bạn mướn cái mặt bằng đó, thì bạn phải thuyết phục với cái chủ nhà đó làm sao để cho bạn nợ, hoặc là chủ nhà đó cùng hùn vốn chung làm với bạn bằng cái mặt bằng đó. Bạn hiểu ra điều này chưa? Mình kể cho bạn này, có một cái câu chuyện. Bạn đó là tên là bạn Mạnh Chó, ok, bạn Mạnh Chó, bạn tên là Mạnh Trăng Văn Mạnh, ok chưa? Nhưng mà bạn thích về chó và bạn huấn luyện chó rất là tuyệt vời nên mình đặt bạn là Mạnh Chó và bạn chết với đến danh là Mạnh Chó luôn. Và bạn rất là vui. Sau này mình hay nói với mọi người và bạn cũng nói với mọi người em rất là thích cái nickname là Mạnh Chó đó, ok chưa? Và các bạn như thế nào? Và thế là khi mà bạn hiểu cái điều này thì bạn lên Bình Dương, bạn thuyết phục một cái chủ đất kia đó. Và cái chủ đất kia sau khi nghe cái dự án bạn xong là chủ đất đó ok, ổng sẵn sàng ổng giao cho cái miếng đất rất là rộng để mở cái khu huấn luyện chó, không lấy đồng tiền nào. Ổng muốn cái việc huấn luyện chó nó phải diễn ra trên cái đất của ổng. Ông đã đồng ý luôn. Mà sau này bạn Mạnh về suy nghĩ lại và thấy rằng các bạn nhưng mà suy nghĩ rằng là thấy rằng là lên Bình Dương xa quá nên là bạn đổi chiến lược, bạn về quận 9, bạn cũng lại thuyết phục cái kiểu đó. Rồi cái ông Bình Dương á mà bạn này không về được cái chỗ ổng tiếp, ổng liên tục ổng nói Mạnh về ổng đi, ổng sẽ sẵn sàng hỗ trợ hết cho các bạn chưa. Nhưng mà trước đó khi mà Mạnh không hiểu á, Mạnh đang có một cái vốn rất là tuyệt vời, đó là món am hiểu về chó, đam mê về chó. Nhưng mà lúc xưa bạn không hiểu á, Mạnh cứ tưởng là cần có tiền. Sau này Mạnh như thế nào ạ? Mạnh về quận 9 và Mạnh cũng thiết tư vật được. Và Mạnh có một miếng đất là 1.000 mét vuông. Và thế là bạn mở ra và bạn huấn luyện chó. Bạn làm ra điều này cho. Và ngay trong những cái mấy tháng đầu á, ok chưa? Hồi đó mình nhớ cái chuyện nó xảy ra cách đây 4 năm. Và cái Tết đầu tiên á, bạn lên bạn ăn Tết, bạn chia sẻ với mình nhớ là ngày mùng 3 Tết bạn lên bạn uống cà phê, bạn chia sẻ với mình là từ cái lúc mà bạn mở ra là khoảng tháng 8 á, cho tới Tết là cái doanh thu của bạn được 450 triệu. Từ cái việc huấn luyện chó, từ việc mà người ta đưa chó vào, từ cái việc mà lúc ban đầu đâu có tiền đâu, đi thuê cái miếng đất đó, ông chủ nhà ổng cho miễn phí mấy tháng bởi vì ổng thấy cái thằng này đam mê chó và hay quá. Bạn có nhận ra điều này chưa? Chào bạn Nguyễn Hiền. Chào bạn Nguyễn Hiền, ok chưa? Bạn nhận ra chỗ này này chứ, nó là vốn. Chúng ta cần phải có những cái vốn rất là tuyệt vời để chúng ta đi hút những cái nguồn lực xung quanh mình. Nguồn lực xung quanh mình nó bao gồm là trong cái quy trình hoạt động mình nó thiếu cái gì thì chúng ta đi hút những cái nguồn lực đó về với mình. Nó bao gồm cả hút về tiền nữa nếu chúng ta thiếu tiền. Nó bao gồm hút những người có cái kinh nghiệm về làm việc cho chúng ta. Nó bao gồm hút những cái chuyên gia tư vấn. Nó bao gồm hút rất là nhiều người để về hỗ trợ của chúng ta. Bước đầu tiên là chúng ta cần phải có vốn. Vốn ở đây, bắt đầu từ đây các bạn hiểu, vốn ở đây nó không phải là tiền. Không. Mà vốn những cái khác nó còn quan trọng hơn cả vốn tiền. Đó là vốn về kiến thức, vốn về kinh nghiệm, vốn về kỹ năng, vốn về đam mê. Tức là vốn về cái sự nhiệt huyết và cái sự say mê của bạn. Nghĩa là cái điều đó nó nằm ở phía bên trong bạn. Bạn hình dung ra điều này chưa? Nó nằm ở phía bên trong cái con người của bạn. Nó vô cùng mạnh mẽ. Cái nội lực nó sẽ giúp cho bạn 80% bạn khởi nghiệp thành công. Còn những cái bên ngoài, tiền bạc là những cái bên ngoài. Ok chưa? Những cái đó là cái bạn nó chỉ có 20% thôi. Ra khởi nghiệp được. Thực sự quá trình ra kinh doanh được, quá trình ra khởi nghiệp được. Đó là chính là nội lực của bạn. Đó là cái con người của bạn. Quá trình khởi nghiệp là quá trình gì? Quá trình sửa mình.
sửa cái con người của mình. Người nào mà cái con người phía bên trong bạn mỏng quá, bạn yếu quá, bạn có vấn đề thì bạn sẽ không ra khởi nghiệp được, bạn rất là yếu. Hành trình ra khởi nghiệp là hành trình đi sửa mình. Bạn nào mà trưởng thành, nó là những cái va vấp, những cái khó khăn trong giai đoạn khởi nghiệp, đó là một cái điều rất là tuyệt vời để giúp cho các bạn luyện con người mình nó nhanh hơn. Khó khăn đó chính là những cái cơ hội vàng để nó luyện cho con người chúng ta nhanh hơn à, chứ không phải là cái điều kiện thuận lợi. Nếu bạn ra bạn khởi nghiệp mà bạn có tiền và bạn không cần phải suy nghĩ, bạn không cần phải đam mê, đang có cái cục tiền và bạn mang ra bạn khởi nghiệp liền, thì bạn chỉ là người làm mất tiền thôi, bạn không thể khởi nghiệp được. Bạn bạn còn những điều này chưa à, nên là cái hành trình ra khởi nghiệp là cái hành trình sửa mình, là cái nội lực mình nó rất là lớn, nó phải rất là mạnh mẽ thì bạn mới ra khởi nghiệp được. Còn những cái nhữ con người mà khó một chút xíu sợ, bạn không nghĩ là khó khăn là đang luyện mình, mà khó khăn một chút xíu bạn sợ hả à, va vấp một chút xíu là bắt đầu ngồi rơ rỉ à, nghĩa là cái nội lực của bạn nó còn kém quá, nó còn thấp quá, nó đòi hỏi bạn cần phải luyện nữa à. Vậy là vừa rồi mình đang nói tới phần số 5 à, và bây giờ là tới phần số 6 à. Phần số 6 thì các bạn cần có một cái bản kế hoạch chi tiết và mục tiêu làm việc rất là rõ ràng. Không được ngày này qua ngày nọ, ok chưa? Làm việc mà không có cái mục tiêu thì làm sao mà được? Ai mà chấp bạn? Bây giờ mình ví dụ nè, mình ví dụ với các bạn ha. Một người này mình vẽ ra nè, mình vẽ ra để cho các bạn bạn thấy nè, ok, mình vẽ ra cho các bạn thấy nè. À, một người là họ làm việc, họ có mục tiêu và họ biết mục tiêu của họ là gì. À, và cái hai ở dưới này là cái mà các bạn đang đứng, cái vị trí các bạn đang đứng. Ok chưa? Mình phải ghi ngược này các bạn ạ. Một người làm việc là phải có mục tiêu. Thì các bạn hình dung ra điều này chưa? Bạn phải có mục tiêu. Còn một là vị trí đang đứng, một cái thằng làm việc đó, là nó ra là nó lo, nó làm thôi, nó làm liền thôi. Nó ra là nó cứ nó làm thôi, mà nó không biết là nó làm vì cái kết quả gì. Còn cái thằng kia nó khôn hơn, là nó ra là nó đặt mục tiêu, nó biết kết quả nó là gì liền. Các bạn vô ra điều này, nó khôn hơn, nó biết kết quả nó là gì. Các bạn vô chưa? Rồi nó mới như thế nào? Nó mới như thế nào các bạn? Nó mới như nào? Nó mới mỗi ngày nó lên cái kế hoạch, mỗi ngày nó lên cái kế hoạch này để nó thực hiện được cái mục tiêu này. À, thì một cái thằng ra là chỉ biết làm mà không có mục tiêu, nên nó đi một hồi, nó đi bú xua đó. Nó đi nó không có tới, thậm chí nó đi lạc luôn. Các bạn nhận ra điều này chưa? Còn cái thằng kia nó có mục tiêu thì nó cứ từng bước nó đi đến cái mục tiêu này. Các bạn thấy hai thằng nó khác nhau không? Nó khác nhau chứ. Làm việc là phải có mục tiêu chứ. Nghĩa là cái bước thứ 6 này là bạn phải ra một cái bản kế hoạch rất là chi tiết. Mục tiêu này, cái bản kế hoạch làm việc này và chi tiết làm việc mỗi ngày này, buổi sáng làm việc gì, buổi trưa làm việc gì, buổi chiều làm việc gì. Và mỗi ngày chúng ta điều tiết nó để chừng cuối cùng chúng ta đạt được cái mục tiêu ở trong này này. Bây giờ bạn nhớ là bạn có cái mục tiêu này, tức là bạn đang đứng ở chỗ này và bạn biết rằng là bạn leo lên này thì bạn hướng rằng bạn chỉ việc là bạn leo lên thôi và chỉ có này. Còn cái thằng kia là nó chỉ hành động mà nó không có một mục tiêu, mình bỏ cái mục tiêu này, thằng kia làm thì nó leo đi đâu? Nó leo đi bố xuống, leo đi vòng như này. Các bạn nhớ ra điều này chưa? À, các bạn có nhớ ra điều này chưa? À, nó là chúng ta cần phải có cái mục tiêu trước rồi chúng ta mới hành động để chúng ta đạt được cái một mục tiêu này. Còn cái người mà họ không có mục tiêu thì họ hành động theo một cách rất là ngẫu nhiên, rất là chủ quan, thì làm sao mà họ đạt được? Bạn hiểu chưa? Nên là chúng ta cần phải có cái mục tiêu và chúng ta tính toán cái chiến lược để chúng ta đi chúng ta đạt được cái mục tiêu này. Đó là lý do mà chúng ta cần phải có một cái bản kế hoạch chi tiết làm việc, cái bản kế hoạch hành động mỗi ngày. Cái ác của người ra khởi nghiệp là các bạn gì không? Nếu mà bạn không có một cái bản kế hoạch chi tiết này thì cái chuyện gì nó xảy ra trên đời này các bạn biết không? Chuyện gì xảy ra trên đời này bạn biết không? Bạn mà ra khởi nghiệp á, bạn không có bản chi tiết á,
Thì nếu bạn làm không hiệu quả, bạn không biết rằng là mình làm không hiệu quả. Bạn nên nhớ, bạn không bao giờ biết rằng là mình đang làm không hiệu quả. Bạn nên nhớ cái điều này. Bởi vì không ai giám sát mình hết. Không ai giám sát mình hết. Hồi kia bạn đi làm công, bạn làm không hiệu quả thì người ta sẽ gì ạ? Người ta sẽ giám sát bạn. Cái ông chủ ông sẽ giám sát bạn là bạn anh làm không hiệu quả rồi. Còn bây giờ ai giám sát bạn đây? Nên bạn không biết rằng bạn làm việc không hiệu quả. Bạn hình dung ra điều này chưa? Hả? À. Các bạn hình dung ra điều này. Hả? À. Nên là đó là lý do mà chúng ta cần phải có cho mình một cái bản cái mục tiêu. Mục tiêu theo mục tiêu 5 năm là mục tiêu dài hạn hoặc là mục tiêu 10 năm. Rồi sau đó chúng ta có mục tiêu trung hạn 2 đến 3 năm. Rồi chúng ta có mục tiêu theo năm. Rồi 1 năm là 6 tháng, rồi 3 tháng, rồi mục tiêu hàng tháng. Mục tiêu hàng tháng, rồi mục tiêu hàng tuần, rồi mục tiêu hàng tuần là tới mục tiêu hàng ngày. Rồi mục tiêu hàng ngày rồi chúng ta căng lên bản kế hoạch hành động chi tiết của cái ngày đó. Và bản kế hoạch hành động chi tiết ngày đó là như thế nào? Chúng ta dành một ngày bao nhiêu tiếng cho khởi nghiệp? 14 tiếng. Mới ra khởi nghiệp là phải làm 14 tiếng, không có 10 tiếng. Tại vì bạn chưa có cái gì hết là bạn phải dành ra khởi nghiệp 14 tiếng. À. Vậy thì cái bản kế hoạch chi tiết đó chúng ta làm gì? Sáng mấy giờ thức dậy? Thức dậy rồi làm cái gì? Các bạn nhớ, cho tới trưa làm gì, cho tới chiều làm gì, cho tới tối làm gì. Chúng ta tổng kết rồi chúng ta lên cả ngày mai. Chúng ta làm một bản cực kỳ chi tiết cho cái bản hành động đó. À. Còn nếu mà chúng ta không có bản kế hoạch chi tiết đó thì cái gì để dám xét vào đấy? Bạn nên vô ra điều này chứ. Cái gì để sao dám sắp hết? Ok chưa? À, bạn có cái anh chi tiết cái nè mà bạn còn không đạt hiệu quả cái nè, thì nếu bạn không có bạn cái anh chi tiết lên làm sao vậy? Những cái người mà họ không có bạn cái anh chi tiết và họ không bám theo bạn cái anh chi tiết đó, thì những người đó chỉ đi làm công thôi. Bởi vì những người đó đi làm công có ông chủ ông giám sát lại, có sếp giám sát lại thì bạn mới làm được. Bạn hồn vô chưa? Chứ còn bạn không thể tự làm được. Tại vì bạn mà ra bạn tự làm là bạn không bao giờ hiệu quả hết. Vì làm sao để có cái gì để biết rằng là bạn hiệu quả hay không hiệu quả đấy. Bạn nên là chúng ta cần phải có một bản kế hoạch chi tiết để chúng ta làm việc. À. Vậy bạn hãy ghi ra cái bản kế hoạch chi tiết. Nếu mà bạn nào mà đến mà nói chuyện với mình mà không có những cái bản kế hoạch chi tiết này thì mình nói thôi. Làm sao mà làm kinh doanh được? Không có cái con số thì làm sao mà làm kinh doanh được? Nếu mà bạn không có được cái con số thì bạn cũng chả biết là bạn hiệu quả hay không hiệu quả. Bạn cũng chả biết là bạn đang đi lên hay đang đi xuống. Bạn cũng chả biết là mình điều chỉnh cái gì. Bạn nó phải có cái con số chứ. Nếu mà các bạn viết web thì các bạn phải biết rằng là bạn viết được bao nhiêu bài, mỗi ngày bạn viết được bao nhiêu bài thì mình mới chỉnh tốc độ lên, là mình viết nhanh hơn mình hay mình viết chậm hơn, hay là qua một tháng mình viết được 50 bài, nghĩa là mỗi ngày trung bình mình viết được 2 bài thì mình mới tính toán được. Vậy thì thêm 3 tháng nữa thì chúng ta được 150 bài. Bạn hình dung ra cái này chưa? Và chúng ta điều chỉnh đó. À. Còn nếu mà bạn không có cái đó thì bạn làm cái gì để ra được cái đó? Một năm nữa bạn nói là bạn viết web nhiều lắm, mà đã cả năm rồi mà nói nhiều lắm, nhiều chừng cuối cùng được ra 50 bài, nói nhiều lắm. Tại vì nó không có con số đo lường bằng cả gì đấy. Bạn nêu ra điều này chưa? Nó là nếu mà bạn không có những đó thì bạn đừng cứ mơ mộng vì làm kinh doanh đi. Bạn nghĩ đi làm công đi, nó rất là mất công, nó hao phí thời gian. Bạn làm 5 năm 3 năm nó không có hiệu quả được, nó không có chạy được việc. À, nó là làm kinh doanh là chúng ta phải quyết tâm và làm cho bằng được. Đừng có suy nghĩ theo cái kiểu làm được thì làm không được thì đi làm công lại. Suy nghĩ cái kiểu đó thì đi làm công đi. Đừng có suy nghĩ cái kiểu đó. Đã ra làm kinh doanh là phải quyết tâm làm cho bằng được, lỡ thất bại đứng chạy làm tiếp. Chứ còn mình đi làm kinh doanh và cứ ngồi sẽ sợ hợp thì làm kinh doanh làm cái gì? Bạn nhận ra điều này chưa? Vậy thì vừa rồi là chúng ta đang ở bước số mấy? Các bạn comment xuống cho mình đi. Vừa rồi mình đang nói ở cái bước số mấy vậy? Các bạn comment xuống cho mình đi.
Vậy thì vừa rồi các bạn đã nắm được những cái bước chi tiết mình chia sẻ chưa nào? Cái đoạn live stream nào nãy giờ mình đã nói cả gần cả chắc là cả tiếng đồng hồ rồi. Ok, bạn Hiền rất là tuyệt vời. Chúng ta đang ở cái bước số 6. Bạn Hiền ghi có rõ chưa? Bạn Nhật ghi có rõ hết những cái bài cũng như vậy. Bạn Thu Phong Lê hồi nãy giờ ghi rất là rõ. Bạn Trần Hoài Đức rất là tuyệt vời. Ok chưa? Bạn Nguyên rất là tuyệt vời. Bạn Nguyên thì tham gia đầu. Bạn Thái Huy từ bên Nhật, bạn cũng rất là tuyệt vời. Bạn đã tham gia. Bạn Anna Phạm, ok, rất là tuyệt vời. Bạn Lê Xuân Vinh, 6 bước, rất là tuyệt vời, ok. Bạn Háo ở Cần Thơ, ok, rất là tuyệt vời. Bạn Tí Sumo, ok. Bạn Khánh Linh, rất là tuyệt vời. Ok, vậy là vừa rồi cái đoạn live stream này mình chia sẻ mà là 6 bước đặc biệt để một người ra kinh doanh, một người ra khởi nghiệp cần phải biết. Bạn thấy 6 bước này nó có hữu ích đối với bạn không ạ? Bây giờ các bạn nào có đặt mình có câu hỏi gì không ạ? Bạn đặt câu hỏi gì thì bạn đặt đi, nhưng mà bạn thấy 6 bước này nó có hữu ích đối với bạn không ạ? Bạn có hình dung ra chỗ này chưa? Ok chưa? Vậy thì bây giờ mình chỉ nói những cái đầu dòng này, hồi nãy giờ mình giải thích rất là nhiều rồi. Bây giờ mình chỉ nói những cái đầu dòng nhà thôi. Vậy thì Hà Tĩnh tuyệt vời. Ok, bạn đang ở ngoài Hà Tĩnh lần hả? Ok, em vào trễ chỉ nghe được có bước 5 và bước 6. Dạ, ghi rõ rồi thôi. Ok, rất là bạn Hữu rất là tuyệt vời. Quá hứa thời, cảm ơn lại rất nhiều. Ok, bạn Thu Phong ở bên Mỹ mà bạn rất là tập trung. Bạn Thái Thi rất hữu ích thầy ơi. Ok chưa? Thầy tổng kết lại 6 bước nha thầy. Ok, mình chỉ nói nhanh thôi, chứ mình không có tạm đâu. Ok chưa? Mình chỉ có nói nhanh thôi, không có giải thích được. Hồi nãy giờ các bạn thấy 6 bước nên giải thích hơn cả tiếng đồng hồ rồi. Vậy thì 6 bước rất là quan trọng mà một người ra khởi nghiệp chúng ta cần phải có bước đánh. Bước thứ nhất là gì ? Chúng ta cần phải chọn cho mình một sản phẩm hoặc là dịch vụ. Trong cái này lưu ý là cái sản phẩm và dịch vụ nào giúp cho chúng ta khởi nghiệp được liền. Còn nếu không khởi nghiệp được liền, quan cái sản phẩm đó qua một bên. Bạn hình dung chưa? Chọn sản phẩm mà không khởi nghiệp được thì chọn làm cái gì? Và khi chọn sản phẩm, chúng ta phải trả lời được những câu hỏi sau. Sản phẩm và dịch vụ chúng ta là gì? Nó phải rất là cụ thể, không có chung chung. Sản phẩm em thời trang là cái quả gì? Nó rất là chung chung. Như vậy không gọi là chọn sản phẩm được. Bạn khác nói là em chọn sản phẩm là rượu nếp cẩm. Ok, rất là tuyệt vời. Rồi, bạn phải trả lời được cái câu hỏi thứ hai trong cái vấn đề sản phẩm là sản phẩm và dịch vụ của bạn nó mang lại lợi ích gì cho khách hàng? Nó mang lại cái giá trị gì cho cái người móc tiền ra trả cho bạn? Tôi móc tiền ra tôi mua cái chai nắp thang của anh thì tôi nhận được cái giá trị gì? Bạn phải trả lời được cái đó. Còn nếu mà bạn không trả lời được cái đó thì như thế nào? Thì nó rất là dở hơi. Bạn đi bán cái chai nắp thang à? Nó rất là dở hơi. Và cái bạn phải trả lời được câu hỏi là cái sản phẩm này nó như thế nào? Còn không nó sẽ rớt như cái ông Khải Sĩ đánh lặng con đi. Nói cái quy trình sản xuất sản phẩm của chúng ta là nó như thế nào? Ok, chứ không phải là các bạn rớt như cái ông Khải Siêu rồi. Nói là sản phẩm siêu của Việt Nam thì cuối cùng nhập Trung Quốc về bán. Anh không chứng minh rõ cái quy trình sản xuất, tức là bạn làm sản phẩm này để như thế nào. Ví dụ như Adidas, thằng Nike nó rất là rõ ràng. Nó nói là thương hiệu của nó. Còn sản phẩm nó gia công theo thương hiệu nó khắp thế giới này. Và nó được ghi sản phẩm là tại Việt Nam. Thì nó mắc cái việc này sản xuất tại Việt Nam. Sản phẩm là tại Trung Quốc, nó sản xuất tại Trung Quốc. Sản phẩm là tại Quốc, nó sản xuất tại Hàn Quốc. Nó rất là rõ ràng. Apple cũng vậy. Nó rất là rõ ràng ở ngay chỗ này. Các bạn nhớ họ vô cùng rõ ràng. Chúng ta không được đánh lặng con đen. Bởi vì chúng ta kinh doanh cả đời. Chúng ta không phải kinh doanh 2 năm, 3 năm mà chúng ta kinh doanh cả đời. Người nào kinh doanh 2 năm, 3 năm, bạn trả giá lớn lắm. Bạn kinh doanh cả đời, bạn mới lãi to. Tại sao nó như vậy? Những chương trình khác mình lại chia sẻ tiếp. Ok chưa? Bạn Trương hồi nãy giờ mình live stream nãy giờ hơn tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ bạn mới vô, bạn hello. Vậy là nãy giờ đi chơi với bồ rồi. Đi chơi với người yêu rồi, giờ mới vô đúng không? Bạn Nguyễn Quang Hiện, bạn đang tổng kết những cái rất là tuyệt vời. Ok chưa? Cái sau khi mà bạn đã có được sản phẩm dịch vụ rồi thì bạn phải như thế nào ? Bước số 2, chuyển sang bước số 2. Ok chưa? Bạn phải đặt tên cho nó, phải làm ra cái bộ nhận diện thương hiệu cho nó. Đừng cứ đi bán sản phẩm của người khác. Nói đi nói lại rồi.
bạn đi lấy Bia Sài Gòn về, bạn bán Bia Sài Gòn, nghĩa là bạn bỏ công sức, bạn quảng cáo cho Bia Sài Gòn, bạn nuôi cái thương hiệu của nó, bạn làm cho thương hiệu nó lên, thì cuối cùng bạn được gì? Bạn được một chút tiền chấm hết, mà nó không có đi làm sản phẩm của người khác, hãy làm sản phẩm của mình. Bạn có hiểu ra điều này chưa? À, tiếp theo nữa nó là cái gì? Ok chưa? À, cái phần giải thích hồi nãy mình giải thích rồi, bây giờ mình đang viêm nhanh rồi. Sau khi làm thương hiệu đặt tên như mình thì chúng ta sẽ xây dựng cái nền tảng, xây dựng cho mình cái nền tảng về online, nền tảng về marketing. Trong đó nó gồm có nền tảng về online, gồm có nền tảng về marketing offline, nền tảng về hệ thống quản trị. Ok chưa? Vài tuần nữa mình chia sẻ về cái hệ thống quản trị trên smartphone. Ok chưa? Bạn nào quan tâm thì bây giờ inbox xuống dưới, em quan tâm cái lớp đó, em đi học, mình chia sẻ một ngày từ sáng cho tới tối, chỉ hoàn toàn bằng smartphone. Ok chưa? Ba, từ hệ thống quản trị nhân sự, từ hệ thống quản trị đơn hàng, quản lý từng nhân viên, ok, quản lý cộng tác viên, quản lý hệ thống đại lý, hoàn toàn chỉ duy nhất cái smartphone. Bạn nào đi học lớp này chỉ cần một smartphone rất là mạnh mẽ là chúng ta sẽ làm được, không cần laptop. Ông nào mà đi học lớp này mà mang theo laptop đuổi về là khẩu rồi. Ok chưa? Hả? Bạn Ngô Cường thì không thể tham gia được cái lớp này rồi, chỉ dành cho những bạn mà tham gia vào vòng trong thôi. Những bạn ấy thì không, những bạn mà chưa ra khởi nghiệp, chưa tham gia cái chương trình học làm chủ của B-Training thì các bạn hãy tham gia học cái lớp này đi rồi tính tiếp. Ok, chỉ dành cho những bạn mà có doanh nghiệp đi theo bài bản của doanh nghiệp thôi. Bởi vì các bạn chưa theo bài bản của doanh nghiệp thì các bạn vào học lớp này các bạn cũng không hiểu cái gì hết. À, ok chưa? Bạn Long Quang Hảo thì ok được. À, ok chưa? Bạn Tề Thanh thì cũng chưa ok, bởi vì bạn chưa đi theo một cái quy trình chuẩn. À, ok chưa? Tiếp tục bạn Giáp Văn Tiên thì ok. À, ok chưa? À, rồi. À, nền tảng online thì chúng ta cần phải có cho mình cái web, nó là như là một cái nhà, nhưng chúng ta đừng có biến mình thành một cái thằng web mà chúng ta là người làm kinh doanh. Chúng ta cần phải cái mạng xã hội để cho truyền thông cho nó mạnh mẽ ra. Ok chưa? Chúng ta cần phải tạo ra một cái hệ thống tương tác là gồm có hệ số tổng đài, số hotline. Chúng ta cần có hệ thống tin nhắn SMS, chúng ta cần có các cái hộp chat, chúng ta cần có cái inbox, chúng ta cần có hệ thống email. Hồi nãy là mình đã liệt kê hết cái đó cho các bạn rồi. Bạn Thanh Trà là đủ tiêu chuẩn. Ok chưa? Bạn Thanh Trà thì đủ tiêu chuẩn. Ok chưa? À. À. Rồi, tiếp tục nữa. À, chúng ta cần phải xây dựng cho mình một nền tảng mang tên offline. À. À, tiếp theo nữa là chúng ta xây dựng cho mình nền tảng quản trị doanh nghiệp. Đó. Vài tuần nữa mình sẽ chia cho bạn, chia sẻ bằng nền tảng quản trị doanh nghiệp bằng hệ thống nó là cái gì để cho các bạn hiểu. Ok chưa? Ô, bạn Hoàng Xuân lâu quá không gặp em, chắc là chơi Bitcoin quanh coi giờ giàu lắm rồi đúng không, trở thành triệu phú rồi đúng không? À, bạn Hoàng Xuân lâu nay đâu mất tiêu rồi, không thấy em luôn. À, là nghe nói lúc này coi rồi lên là em kiếm tiền nhiều lắm đúng không? À, à, bạn Nguyên. À, ok. À, bạn Nguyễn Thề Nguyên ok, bạn Nguyên tham gia lớp này được, bạn Nguyên ok. À, rồi tiếp tục, sau khi chúng ta xong đó thì chúng ta bước sang bước 4 là chúng ta xây dựng cái cấu trúc hệ thống và mô hình chuẩn của công ty của chúng ta. Phở thì chúng ta phải xây dựng cái mô hình gì? Nếu mà chúng ta là bán hoa tươi online thì chúng ta phải xây dựng cái mô hình gì? Các bạn nhận ra điều này chưa? Nếu chúng ta là một cái công ty mỹ phẩm thì chúng chỉ có mua về và bán lại thì chúng ta phải xây dựng cái mô hình gì để cho nó chuẩn, còn không là nó sẽ lộn xộn sầu hoàng ngay. À, và tiếp theo nữa là cái bước số 5 là các bạn cần phải có vốn. Vốn ở đây không phải là tí, người ta nói là vốn là tí. Ok chưa? Vốn ở đây là kinh nghiệm, vốn ở đây là kiến thức, vốn ở đây là kỹ năng, vốn ở đây là sự đam mê. Và chính những cái điều đó nó làm cho chúng ta có tiền. Bùi Mạnh Quyền. Ok chưa? Bạn Quyền làm sao mà quên bạn được? Ok chưa? Mình nhớ bạn Quyền mà. Ok chưa? À. Bạn hình dung chưa? À. Rồi.
Bước số 6 là chúng ta cần phải gì? Cần phải lập một cái bản kế hoạch rất là chi tiết mà vừa rồi mình nói rất là nhiều. Ok giờ, nếu mà không có bản kế hoạch chi tiết thì làm sao mà các bạn làm được việc? Giả là vừa rồi mình chia sẻ cho bạn, các bạn ạ, 6 bước rất là tuyệt vời để một người ra doanh nghiệp chúng ta cần phải nắm và chúng ta cần phải làm theo cái điều này. Ok giờ. Thứ 7 chủ nhật này. Ok giờ. Thứ 7 chủ nhật này mình chia sẻ lớp làm chủ doanh nghiệp khóa 136, đã qua 135 khóa rồi. Trong đó nói từng bước giúp cho các bạn ra doanh nghiệp, nó 2 ngày liên tục từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối mình sẽ chia sẻ bạn tổng quan hết. Ok chưa? Bạn Bùi Mạnh Quyền, bạn học lớp 117. Ok chưa? Cảm ơn bạn Quyền rất là nhiều nhưng mà không có thấy bạn đi học những cái lớp lên trên. Nó là mình đánh giá những người mà đi làm mà không đi học thì thực sự là các bạn đang tạo cho mình một cái công việc thôi chứ bạn không phải là người làm chủ doanh nghiệp. Bạn đi học để bạn làm chủ doanh nghiệp, bạn học để bạn xây dựng cho mình một cái doanh nghiệp. Đừng cứ nghĩ học khi bí rồi mới đi học, khi bệnh rồi mới đi, khi bệnh rồi mới đi tìm bác sĩ. Thì tất cả những cái người đó là những người có cái gì không chuẩn. Chúng ta cần phải có khả năng bảo trì sức khỏe của chúng ta, sức khỏe của chúng ta tốt mỗi ngày. Chứ bệnh rồi mới đi gặp bác sĩ thì nói làm gì? Lúc đó không đi gặp bác sĩ thì chết làm sao? Nó là học hành để có kiến thức để xây dựng cho mình một cái doanh nghiệp bài bản, học hành để có kiến thức để chúng ta có một cái gì à? Một cái năng lực làm kinh doanh rất là tuyệt vời để xây dựng cho mình một cái doanh nghiệp, chứ không phải đi học để khi đã làm kinh doanh mà còn đi học còn sợ tốn tiền thì chúng ta không phải là người làm kinh doanh. Chúng ta không có năng lực mua thì làm sao chúng ta có năng lực bán tốt được. Nên là chúng ta cần phải đầu tư rất là bài bản. Mình sẽ đánh giá rất là cao những bạn mà dám làm kinh doanh, dám đầu tư một cái khoản tài chính để học, mua sách học, chơi với những bạn học. Ok chưa? Là kết nối với những cái con người thành công vào lớp học. Ngoài cái việc học thì chúng ta còn kết nối bao nhiêu con người rất là tuyệt vời ở trong đó nữa. Chúng ta hãy suy nghĩ rộng hơn. Chúng ta đừng có suy nghĩ theo cái cách là sợ tốn tiền. Chúng ta vào ngồi trong những cái lớp đó thì những cái con người trong lớp đó là những người bạn rất là tuyệt vời của chúng ta. Và chỉ vào những cái chương trình nói vậy chúng ta mới gặp được. Qua vừa rồi mình mở những cái lớp link level 1 và mình mở được 2 lớp rồi, được 50 bạn rồi. Mình sẽ mở tới lớp số 3 và mình sẽ mở lớp link level 2. Nó sẽ tập hợp 100 bạn, toàn là những bạn kinh doanh thành công và doanh nghiệp lớn. Người ta sẽ ở trong lớp đó 3 ngày liên tục và người ta sẽ trở thành những người bạn với nhau tuyệt vời suốt cái cuộc đời này. Ok, vậy là vừa rồi mình nói tới 6 bước. Bây giờ có bạn nào có cái câu hỏi gì? Ok chưa? Cái vấn đề ở đây nó không phải là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Chúng nếu mà chúng ta vẫn còn cái tư duy phòng bệnh hơn chữa bệnh thì chúng ta vẫn có tư duy là đi học để phòng rồi, thì như tư duy như vậy vẫn không ok. Mà chúng ta cần phải có tư duy là đi học để chúng ta phát triển và chúng ta lớn lên mỗi ngày, chứ học để mà phòng, nghĩa là học để mà không bị nhiễm, thì tư duy như vậy vẫn là tư duy bị giới hạn. Học để chúng ta giúp cho mình có một cái doanh nghiệp rất là mạnh mẽ, học để chúng ta kết nối với những người thành công, học để đầu óc chúng ta nó được khai mở ra. Chứ không phải khi không biết bán hàng mới chạy đê học. Đáng lẽ chúng ta phải học trước. Mình ví dụ bây giờ chúng ta đang kinh doanh, đáng lẽ cái giai đoạn mà bạn đang đi làm công là bạn phải đi học kinh doanh rồi, chứ không phải lúc nghỉ việc rồi mới lo, hoặc là lúc chán làm công rồi mới đi học. Cái đó là gọi là đi chữa bệnh rồi. Bạn hình vô chưa? Rồi lúc đang làm kinh doanh đó là phải nói tiếp để đi tìm hiểu về kiến thức đầu tư. Thì lúc đó chúng ta mới chuyển tiếp được. Các bạn thấy hậu quả của những cái công ty dù có to lớn mà thiếu kiến thức vẫn cứ chết. Các bạn thấy thằng Vinasin, thằng Mai lên chưa, hai công ty khổng lồ mà bây giờ tự nhiên đi la làng Uber Grab, thấy cái chuyện đó rất là buồn cười. Bởi vì họ không theo kịp thời đại, bởi vì họ không chịu học,
họ nghĩ rằng là tôi lớn rồi, nên là mình nói là những người đó họ nghĩ rằng họ đã thành công rồi. Thì thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm, thiếu kỹ năng, những thằng bự kia nó còn chết, huống chi là những người khởi nghiệp. Bạn nắm chắc phần chết nếu bạn thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng, thiếu kinh nghiệm. À, một cái ông khổng lồ như ông Nokia kia mà vẫn còn chết bởi vì không theo kịp thời đã. À, khi người ta ra điện thoại thông minh thì ổng còn làm cái điện thoại cục à. À, bạn nghe chưa? Nó là chúng ta học để chúng ta xây dựng cho mình một nghiệp, học để khám phá thế giới này, học để thấy rằng chúng ta cần phải học nhiều nữa, học để thấy rằng ta còn ngu lắm, chứ không phải đi học để rằng tự hào ta là người có học. Nó không phải vậy. Đi học để tự hào ta là người có học thì chúng ta quên đi, quên đi, đừng nên đi học. Học để ra chân cho người ta thấy là à, ta là thạc sĩ, ta là tiến sĩ, thì đi học để làm cả gì? Học để đi giúp ích cho xã hội này. Học để làm được nhiều thứ lắm. À, mình rất là cảm ơn các bạn để các bạn đã theo dõi cái livestream này. À, và như thế nào ạ? À, luôn luôn phải năng lượng, và tối nay trước khi ngủ các bạn cần phải cập nhật cho mình những cái suy nghĩ của ngày mai chúng ta là gì. Nếu chúng ta chịu khó trả lời một cái câu hỏi rất là tuyệt vời, ta là ai trong 20 năm nữa, thì các bạn sẽ có suy nghĩ khác. Còn nếu mà bạn chỉ mãi cái suy nghĩ rằng, nếu mà bạn chỉ mãi suy nghĩ rằng hôm nay làm lãnh lương, ngày mai làm lãnh lương, thì các bạn sẽ gì ạ? Các bạn sẽ gì? Các bạn sẽ không làm tốt được. Bạn phải trả lời rất là rõ câu hỏi, ta là ai sau 10 năm nữa, ta là ai 20 năm nữa. Còn không là chúng ta vẫn cứ lòng vòng lào vào vòng hoài. Đó. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều khi các bạn đã xem cái live stream này. Sắp tới mình sẽ live stream về những cái chủ đề khác. Các bạn nào vướng mắc cái gì thì cứ hỏi mình, mình sẽ trả lời. Mục tiêu cuối cùng là chúng ta là những người cái bạn Ngọc Trung, ok, mình nói rất là chung, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình nói hồi nãy giờ cả tiếng máy rồi, bây giờ bạn mới vô bạn nói mình nói chung. Cảm ơn bạn rất là nhiều, cảm ơn bạn Giáp Văn Tiên, cảm ơn chia sẻ, cảm ơn. Bạn muốn mình nói chi tiết thì bạn vào lớp học đi. Bạn không dám học, bạn cứ xem live stream rồi bạn cứ nói chung. Chịu khó mình chia sẻ rồi thì bạn đón nhận hay không đón nhận là việc của bạn. Còn bạn muốn tìm hiểu chi tiết thì điều đó, hồi nãy giờ mình chia sẻ cả 2 tiếng rồi, đúng rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều. Cảm ơn chung rất là nhiều, ok chưa? Cảm ơn bạn thành thật, ok. Cảm ơn bạn Hiền Huy. Bây giờ là 10:30 rồi, ok. Các bạn cần có buổi tối ngủ rất là ngon giấc, ok, cảm ơn. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Bây giờ mình cảm ơn nhiều. Vâng, cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn Phong Lê. Bây giờ bên Mỹ mấy giờ rồi bạn Phong Lê vậy? Cảm ơn bạn Trịnh Hoài Đức, các bạn rất là tuyệt vời. Ok, cảm ơn bạn Thành Công. Ok, cảm ơn bạn Giàu ở Bạc Liêu. Ok chưa? Vừa rồi bạn không đi tham gia được lớp marketing dành cho doanh nghiệp nhỏ. Mình cũng tiếc. Phải chỉ bạn tham gia được thì bạn sẽ đi về bạn áp dụng sớm hơn. Cảm ơn bạn Di Quỳnh. Ok. Ở Mỹ mấy giờ rồi em? Cảm ơn bạn Trương Doanh. Ok, bạn Nông Văn Thượng. Ok, sắp 23 giờ rồi, đúng rồi. Mình cũng cảm ơn các bạn. Và mình cũng chúc các bạn buổi tối nay ngủ thật ngon. Và các bạn nhớ sáng mai chúng ta thức dậy, ít nhất là 5 giờ sáng nhé, chúng ta dậy, chúng ta đi tập thể dục. Ok chưa? Chúng ta dậy, chúng ta đi tập thể dục. Và sáng mai mình cũng sẽ viết bài. Các bạn nhớ sáng mai đón xem những cái bài viết của mình. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye các bạn nhiều nhé. Bye bye các bạn. Bye bye các bạn.